chương 2880, đạo gia ý cảnh. Như thế, nghịch chi linh cùng lăng chi linh liên hợp xuất thủ phía dưới, tất cả huyết ảnh toàn bộ bị ngăn cách bên ngoài. Cổ hàn ý cảnh thu hành so cổ phong cao, đã cảm ngộ ra lĩnh vực, nhưng cổ phong lấy lăng chi ý cảnh cùng nghịch chi ý cảnh liên hợp phía dưới, có thể cho mình ở cái này huyết chi lĩnh vực bên trong, không bị ảnh hưởng, nhưng chỉ chỉ dựa vào nhờ vào đó đánh bại đối phương là không thể nào. Người có thể ngăn cản được ta huyết chi lĩnh vực, cổ hàn trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Cổ phong nhìn về phía cổ hàn, mở miệng một câu, cổ hàn, ta ngược lại muốn xem xem, người cùng ta rốt cuộc có bao nhiêu nhân quả tương liên, nhân quả ý cảnh. Đối với nhân quả ý cảnh tiến hành cảm ngộ về sau, không phải áp đặt nhân quả tình huống phía dưới, cổ phong không còn là lấy bản thân phóng thích nhân quả sợi tơ, mà là trực tiếp từ trên người đối phương dẫn xuất, liền có thể biết được đối phương cùng mình có bao nhiêu nhân quả tương liên. Chỉ thấy giờ khắc này, rậm rạp chẳng chít nhân quả sợi tơ, từ cổ hàn thân thể phía trên tiêu tán mà ra, hướng về cổ phong mà đến. Nhiều như vậy nhân quả tương liên, xem ra cổ Hàn cùng ta ân hoán, thật sự không chỉ một thế này. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, đem phía trước một chút hoài nghi, toàn bộ tiêu tán. Giờ khắc này, rất nhiều nhân quả sợi tơ toàn bộ cùng Cổ Phong nối liền với nhau. Những cái này nhân quả sợi tơ nối liền cùng một chỗ, Cổ Phong đầu chính là ông một tiếng, bởi vì một chút mảnh vỡ ký ức bắt đầu đánh thẳng vào Cổ Phong não hải. Phong ca, Tiểu Hàn, yên tâm những người kia ta đã giáo huấn qua bất cứ chuyện gì ca đều sẽ đứng ở trước mặt ngươi bảo vệ ngươi phong ca nếu như chúng ta trưởng thành có một ngày gặp được ngươi cũng vô pháp ngăn cản địch nhân làm sao bây giờ vậy ca liều mạng cũng sẽ bảo hộ ngươi phong ca ngươi nhớ kỹ ngươi đã từng nói sao ngươi nói ngươi sẽ bảo hộ ta tiểu hàn ta không nghĩ hàn nhi đây là ngươi số mệnh thay thế cổ phong đi chết đây cũng là ngươi số mệnh vi phụ cũng không muốn như vậy vì sao vì sao ta muốn thay thế hắn đi chết tiểu hàn người ta nhiều năm không gặp ở kiếp trước ta vì ngươi mà chết người thiếu nợ ta tiểu hàn rời đi thôi ngươi thấy được việc này không có quan hệ gì với ngươi rời đi ta không cho phép ngươi chết ở trong tay người khác cổ phong trong đầu mảnh vỡ ký ức không ngừng trùng kích những hình ảnh kia mười điểm mơ hồ nhưng từng câu lời nói lại là không ngừng gõ vào cổ phong trong đầu trong mắt của hắn nước mắt chảy ra lấy cổ phong tâm trí mặc dù không có đem ký ức hoàn toàn nhặt lên, nhưng chỉ dựa vào những lời này, hắn cũng đã đoán được rất nhiều, hắn nhìn về phía cổ hàn mở miệng, thật xin lỗi. Lời này, người đã nói qua, bất quá, ngươi lần lượt thiếu nợ ta, lại càng ngày càng nhiều. Cổ hàn mở miệng, trong mắt tràn đầy băng lạnh y tứ. Vậy liền một trận chiến A, à, ta nếu bại, này mệnh cho ngươi, ta nếu bất bại, cũng sẽ không giết ngươi, ngày sau ta sẽ đem thiếu tất cả của ngươi trả hết nợ. Cổ phong nhìn về phía cổ hàn, cuối cùng mở miệng. Cổ phong giờ phút này minh bạch, lấy cổ hàn tính tình, dù cho bản thân đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, làm cho đối phương giết, đối phương cũng sẽ không động thủ, bởi vì như vậy là đối cổ hàn hủy nhục, cổ hàn nghĩ là cùng mình đường đường chính chính một trận chiến, tự tay đánh bại bản thân. Hôm nay, người ta chỉ có một người có thể sống sót, ta mà chết, còn có kiếp sau, lại hướng người đòi nợ. Giết, cổ hàn mở miệng, lần nữa hướng về cổ phong đánh tới. Giờ phút này, Cổ phong trên người cùng cổ hàn kết nối lấy rất nhiều nhân quả sợi tơ, những cái này nhân quả sợi tơ, cổ phong hoàn toàn có thể lợi dụng, nhưng cổ phong không có. Bởi vì những cái này nhân quả bên trong, chưa bao giờ cổ hàn có lỗi với chính mình, cũng là cổ phong thiếu cổ hàn, cổ phong không hạn lấy những thứ này mình vốn liền thua thiệt đối phương nhân quả, tới đối phó đối phương. Giết, cổ phong cũng là mở miệng, lập tức, sát trị ý cảnh, cũng là thi triển ra, quanh thân sát khí, nhất thời bộc phát. Ngay sau đó, tuế nguyệt ý cảnh, cũng là thi triển, không ngừng biến hóa, bốn phía tuyết nguyệt biến hóa. Ầm ầm, hai cái thần linh cảnh nhị trọng cường giả, ở trên bầu trời, đại chiến một chỗ. Kiếm Bạch Tử mấy người, không có cầu nguyện Cổ Hàn lập tức chém giết Cổ Phong, mà là hy vọng kéo dài thêm một chút thời gian, chỉ cần lại nhiều kéo dài một chút thời gian, bọn họ chính là người thắng cuối cùng. Phốc, ngực của Cổ Phong máu tươi bắn tung tóe, bay ngược mà ra. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, Cổ Hàn thực lực, là thần linh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Vốn liền ở trên cổ phong, lại cổ phong nhục thân tiếp nhận hiện tại một thân này tu vi cực kỳ miễn cưỡng, ở vào cơ hồ hỏng mất giai đoạn, hắn thực lực tổng hợp không phải cổ Hàn đối thủ. Cổ Phong, đây cũng là cực hạn của ngươi sao? Vậy hôm nay, ngươi liền muốn mất mạng nơi này? Cổ Hàn mở miệng, ngay sau đó một tiếng cười lạnh, "Cổ Phong, quên nói cho ngươi biết, ý cảnh của ta tu hành đã bước vào đạo giai." Huyết chi linh dung, lời nói tầm đó, cổ Hàn đỉnh đầu phía trên cái kia ngày thường hồ mặt thân người huyết y huyết phát huyết chi linh, chính là trực tiếp rơi xuống, cùng cổ hàn thân thể hoàn toàn trùng hợp. Đón lấy, cái kia huyết chi linh, hoàn toàn sáp nhập vào cổ hàn thể nội. Ngao, cổ hàn trong miệng phát ra một tiếng gào thét, hắn hai tay hai chân biến thành yêu chảo, hai lỗ tai cũng thay đổi thành hồ tai, lại sinh ra một đầu huyết sắc cái đuôi, không chỉ có như thế, hắn tóc dài, biến thành màu máu, hai con người cũng là hóa thành huyết sắc. Linh chủ hợp nhất, đây là đem ý cảnh tu luyện tới đạo giai đặc hữu thủ đoạn. Chỉ có đem ý cảnh tu luyện tới đạo giai, cái kia ý cảnh chi linh mới có thể cùng bản thân dung hợp. Như thế, bản thân sẽ có được ý cảnh chi linh toàn bộ lực lượng, lại chỉnh chiến lực cá nhân phát sinh chất thuế biến. Cái này cổ hàn, tuyệt đối chưa đạt 10 vạn tuổi, hắn vậy mà đem ý cảnh tu luyện đến đạo giai, không thể tưởng tượng nổi. Bước vào thần đạo đơn giản, nhưng ý cảnh tu hành khó khăn như thế nào, bao nhiêu người đạt đến thần linh cảnh cửu trọng, ý cảnh còn vây ở linh giai người này đến cùng có gì thân phận hắn không phải là thiên khư hành tổ ha kiếm bạch tử bốn người trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn ở thế giới của bọn hắn tài nguyên sung túc chỉ cần là tư chất trung đẳng người cuối cùng đều sẽ bước vào thần cảnh nhưng có người cần vài chục vạn năm có người thậm chí cần trên trăm vạn năm mà như bọn họ ở mười dưới vạn tuổi bước vào thần cảnh liền thuộc về thiên kiêu hạng người nhưng bước vào thần cảnh dễ dàng ý cảnh tu hành lại là cực kỳ khó khăn bởi vì ý cảnh tu hành không cách nào mượn nhờ bất luận cái gì tài nguyên chỉ có thể dựa vào bản thân cảm mộ thần linh cảnh tu giả bên trong có thể cảm mộ đạo gia ý cảnh vạn người không được một mà thế hệ tuổi trẻ bước vào thần cảnh những cái này thiên kiêu bởi vì thời gian tu hành ngắn lịch duyệt thiếu muốn đem ý cảnh cảm mộ đến đạo gia càng là khó càng thêm khó thế hệ tuổi trẻ bên trong các đại thế lực trên cơ bản chỉ có một hai cái có thể đạt đến bậc này trình độ người, đều bị tông môn, coi là tương lai hy vọng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, cổ hàn có được bậc này tư chất. Cổ phong, kết thúc, cổ hàn mở miệng, ngay sau đó cầm trong tay huyết cốt yêu kiếm, hướng về cổ phong trực tiếp chém giết mà đến. chương 2881, ta nguyện ý dung hợp. Cổ phong có thể cảm giác được, cổ hàn khí tức, trọn vẹn tăng lên gấp đôi đem ý cảnh cảm ngộ đến đạo giai, đều là yêu nhiệt hạng người. Một cái thần linh cảnh nhị trọng đỉnh phong tu giả, nếu như cảm ngộ đạo giai ý cảnh, cùng cảnh vô địch, thậm chí những cái kia vừa mới bước vào thần linh cảnh tam trọng tu giả, hắn cũng có khả năng một trận chiến. Chính là bởi vì bậc này thực lực, Cổ Hàn mới cho rằng Cổ Phong hôm nay thua không nghi ngờ. Hắn cũng minh bạch, Cổ Phong còn có bản nguyên chi lực không có sử dụng, nhưng hắn là biết rõ, Cổ Phong nhục thân tiếp nhận đã đạt đến cực hạn lại có bản nguyên chi lực tiến vào, thân thể sợ rằng phải lập tức tự bạo Huyết hồ thiên trảm, cổ hàn đưa tay, cái kia huyết cốt yêu kiếm, hướng về cổ phong, chính là hung hăng một bổ. Lập tức, huyết sắc kiếm cường biến thành một đạo to lớn huyết sắc trăng khuyết, trong đó còn ẩn giấu đi một cái mặt mũi giữ tợn huyết sắc hồ ly hư ảnh, hướng về cổ phong hung hăng đánh tới. Tuế Nguyệt, cực, tiên ma thể, cổ phong giống to một tiếng, lập tức, Tuế Nguyệt ý cảnh triển khai, Tuế Nguyệt ý cảnh ở cực chi ý cảnh gia trì, thi triển đến cực hạn phía dưới, huyết sắc kia trăng khuyết rơi xuống tốc độ trở nên chậm chạp. Ngay tại lúc đó, cổ phong tiên ma thể bộc phát. Hoàng kim thánh huyết cùng cổ ma chi huyết dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời, cổ phong nhục thân chi lực khủng bố bạo tăng. Lần này, cổ phong thân thể không có cự đại hóa, chỉ là bảo trì bình thường lớn nhỏ. Tiên ma thể phía dưới, cổ phong nhục thân chi lực, tăng cường trọn vẹn gấp 10. Trước đó cơ hồ hỏng mất thân thể, trong nháy mắt khí thức khôi phục, vết thương kia cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó cổ phong nhìn về phía cổ hàn, người nói đúng, tất cả, đều kết thúc. Tây vực bản nguyên chi lực, đến, lời nói tầm đó, tinh không tây bản nguyên chi lực, chính là phô thiên cái địa mà đến, toàn bộ lẫn vào cổ phong thể nội. Sáp nhập vào tây vực bản nguyên chi lực, cổ phong khí tức trên thân, nhất thời bộc phát. Lập tức, lần nữa thuê biến, oanh, kinh khủng thủy triều từ cổ phong làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tan ra thần linh cảnh tam trọng, giờ phút này, tuế nguyệt ý cảnh đã khó có thể chống đối huyết sắc trăng khuyết rơi xuống. Cổ phong gặp vậy, hai mắt ngưng tụ, ngay sau đó phía sau tím cánh chim màu vàng chính là bỗng nhiên vỗ, hai bên cánh xòe ra, nếu như hai mặt to lớn tấm chắn, trực tiếp đem cổ phong bảo hộ ở hậu phương. Oanh, huyết sắc kia trăng khuyết hung hăng đánh vào cổ phong một đôi tử kim sắc vũ rực phía trên. Một mảnh khói lửa tràn ngập ra, nhưng mà, khói lửa tán đi, huyết sắc trăng khuyết sớm đã sụp đổ không gặp, nhưng cổ phong cái kia tím cánh chim màu vàng phía trên đúng là một điểm tổn thương đều không có cái này trong mắt mọi người tràn đầy vẻ không thể tin được đặc biệt là kiếm bạch tử bốn người bọn họ làm sao cũng vô pháp nghĩ đến cổ phong nhục thân vậy mà có thể chống đỡ hắn tu vi đạt tới thần linh cảnh tam trọng cổ hàn trong mắt càng là không thể tưởng tượng nổi bởi vì hắn vừa mới một đòn đối chiến bình thường mới vào thần linh cảnh tam trọng tu giả cũng có thể làm cho đối phương thụ thương mà Cổ Phong, vậy mà dựa vào lấy một đôi cánh, nhẹ nhõm ngăn trở. Chẳng lẽ, đời này ta như cũng không cách nào đòi lại tất cả. Cổ Hàn ngay sau đó trong mắt lóe lên giữ tợn ý tứ, lại đến. Vừa nói, Cổ Hàn phía sau cánh chim màu đỏ ngòm, cũng là triển khai, hướng về Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Giờ phút này, tím cánh chim màu vàng triển khai, Cổ Phong sắc mặt như thường, cực hạn, người khác cảm giác không thấy, nhưng Cổ Phong giờ phút này cảm giác được, bản thân nhục thân lại là đạt đến cực hạn, cho dù là thi triển tiên ma thể, tiếp nhận thần linh cảnh tam trọng tu vi, cũng là có chút miễn cưỡng, tiếp tục như vậy không chống đỡ được bao lâu, nhục thân của mình rất dễ dàng sụp đổ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghịch ma khiếu, cổ phong mở miệng, ngay sau đó rít lên một tiếng, giống. Ngay sau đó nghịch chi linh biến hóa thành một đạo to lớn ma ảnh, cũng là mở cái miệng to ra, rít lên một tiếng, giống. Thần linh cảnh tam trọng tu vi phía dưới, hắc sắc sóng âm uy thế đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Oanh, cổ hàn chỉ cảm thấy hai lỗ tai rung mạnh, trong thần hồn, truyền đến một từng trận đau nhức, cả người tinh thần trong nháy mắt hoảng hốt, hắn gào thét cổ phong. Lăng tiên chấn, phong, cổ phong mở miệng, chín đạo chí tôn đạo niệm, gào thét mà ra. Chín đạo chí tôn đạo niệm, ngừng luyện vô biên lăng chi lực, biến thành chín cái sáng tác lấy, lăng chữ cự đại tiên phù. Cái này chín cái tiên phù, trước sau rơi vào cổ hàn đầu, tứ chi, trên ngực, ông cổ hàn thân thể chấn động huyết chi linh từ hắn trong thân thể phi ra lập tức tiêu tán đồng thời cổ hàn cũng từ huyết hồ trạng thái khôi phục đến bình thường bộ dáng hắn phát hiện trên người mình tu vi lực lượng đã toàn bộ không cách nào vận dụng a à, cổ hàn gào thét còn muốn thiêu đốt tu vi mở ra phong ấn cổ phong gặp vậy vung tay lên nghịch chín đạo thí thương ma niệm phi ra lại là biến thành chín đạo sáng tác lấy nghịch chữ cự đại tiên phù cái này chín cái tiên phù ngay sau đó cũng là rơi vào cổ hàn trên thân, trực tiếp nghịch phản cổ hàn đem bùng nổ tu vi. Đồng thời cổ phong mở miệng lần nữa, cực, cực chi ý cảnh gia trì, tăng thêm 18 tấm tiên phù áp chế. Một lần này, mặc cho cổ hàn cố gắng như thế nào, cũng là không cách nào phá vỡ phong ấn này. Hắn sắc mặt trong nháy mắt hóa thành trắng bạch, hai mắt bụi tối sầm lại. Cổ hàn, bại, cũng không phải là hắn rất yếu, ngược lại hắn thực mạnh. Cho nên cổ phong đang tăng lên đến thần linh cảnh tam trọng về sau, không nói hai lời, trực tiếp thi triển bản thân mạnh nhất nghịch lăng hai loại ý cảnh, lại lấy xét đánh tốc độ xuất thủ chân áp. Mặc dù cổ hàn cảm ngộ đạo gia ý cảnh, nhưng dù sao thần linh cảnh nhị trọng cùng tam trọng tầm đó, tranh lệch cực kỳ to lớn, không phải vẻn vẹn một cái đạo gia ý cảnh liền có thể bù đắp. Cổ phong, ta đã thua, giết ta, cổ hàn khàn giọng mở miệng, ta sẽ không giết ngươi, ngươi nói không sai, ta thiếu ngươi, ta sẽ chậm rãi trả lại hôm nay ngươi muốn giết ta ta không giết ngươi là trả lại cho ngươi lần thứ nhất cổ phong không tiếp tục để ý cổ hàn hắn biết mình tiên ma thể đã sắp không chịu đựng nổi nữa tu vi này trực tiếp nhìn về phía kiếm bạch tử bốn người lãnh ngữ chết đi lời nói tầm đó cổ phong chính là hướng thẳng đến kiếm bạch tử bốn người phóng đi trốn kiếm bạch tử gặp vậy trong lòng thầm hô không tốt ngay sau đó xoay người bỏ chạy hắc ma tử ba người cũng là như thế loại tình huống này bọn họ cũng lại không thể bận tâm mặt mũi đòi lại lỗ đen mới là thượng sách nhưng mà giờ phút này tuế nguyệt ý cảnh cực tốt mà tới kiếm bạch tử mấy người thân thể chấn động mạnh một cái tiếp lấy bọn họ phát hiện thân thể của mình bị giam cầm cổ phong thần linh cảnh tam trọng tu vi giờ phút này ý cảnh chấn áp mấy người quá mức nhẹ nhõm kiếm bạch tử mấy người giờ phút này đã tuyệt vọng cổ phong đang muốn động thủ thời điểm một tiếng hết thảm truyền đến a à, nghe được thanh âm này cổ phong thân thể bỗng nhiên dừng lại xoay người nhìn lại lập tức giống to vô tình lời nói tầm đó cổ phong phi tốc mà đến đi tới vô tình một bên cổ vô tình giờ phút này sắc mặt trắng bạch không có nửa phần huyết sắc phu quân ta không sinh ra ta không được cổ vô tình thanh âm gian nan mở miệng nàng giờ phút này khí thức đê mê tới cực điểm sinh cơ đều đang trôi qua nàng đã tận cố gắng lớn nhất nhưng không sinh ra cổ phong nhớ tới lão ngư đã nói thiên tư càng mạnh phải kinh thụ kiếp nạn liền càng lớn, nghĩ ra đời liền càng khó khăn. Con của mình, hiển nhiên chính là như thế. Cổ vô tình trong bụng, hư nhược thanh âm truyền ra. Ba ba, ta thật là khó chịu, ta giống như phải chết. Cổ phong sắc mặt lập tức biến đổi, vô tình, hai từ, ta sẽ không để cho các ngươi có việc, sẽ không. Đón lấy, cổ phong bàn tay trực tiếp đè ở cổ vô tình trên người, tu vi lực lượng điên cuồng thiêu đốt, hóa thành sinh cơ quán thâu. Nhưng mà, cái này lại chỉ có thể chống đỡ, như cũ vô dụng, cổ vô tình khí tức, tiếp tục biến yếu. Vô tình, không có việc gì, nhất định sẽ không. Cổ phong so sánh gấp như lửa đốt, trong mắt không khỏi nước mắt chảy trôi. Cổ vô tình nhìn thấy giờ phút này, trước mắt cổ phong cái này nước mắt giàn ruộng nước, cùng cái này vì mình dù cho bỏ qua tất cả cũng sẽ không tiếc bộ dáng, suy nghĩ lại một chút bản thân hài tử đáng thương, trong nội tâm nàng, rốt cuộc buông xuống cái kia thật lâu ràng buộc, mở miệng, phu quân, để cho nàng ra đi, ta nguyện ý dung hợp, chương 2882, cổ nhu tình. Nghe được lời này, cổ phong cơ thể hơi run lên. Trên thực tế, mặc dù lão ngư nói, vô tình cùng nhu nhi dung hợp, hai ý thức của người tất cả đều sẽ giữ lại, chính là hai người hoàn toàn biến thành một người, nhưng dù sao không có chứng thực qua, cổ phong trong lòng cũng có mơ hồ lo lắng. Hắn đối nhu nhi là thật, đối vô tình cũng là thực. Nếu như hai người dung hợp, trong đó bất kỳ người nào ý thức, bị gạt bỏ, đối với cổ phong mà nói, cũng là tang vợ thống khổ, Vô Tình, Cổ Phong nhìn về phía Cổ Vô Tình, thanh âm có chút do dự. "Phu quân, không có biện pháp nào khác, dù cho từ đó, ý thức của ta cứ thế biến mất, ta không tồn tại nữa, ta cũng cam tâm, ta muốn con của chúng ta sống sót." Cổ Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, kiên trì mở miệng. Nàng sinh cơ đã yếu kém tới cực điểm, Cổ Phong biết được, đã không cách nào trì hoãn. "Tốt." Cổ Phong cắn răng mở miệng, ngay sau đó vỗ túi càn khôn, trong đó một bộ quan tài thủy tinh phi ra nắp quan tài bay lên trong đó nằm một tên cùng cổ vô tình dung mạo không khác nhau chút nào nữ tử chính là cổ nhu nhi cổ vô tình ánh mắt rơi vào trong quan tài cổ nhu nhi trên người hơi hơi biến hóa ông đón lấy căn bản không cần cổ phong động thủ trong quan tài cổ nhu nhi thân thể cực kỳ bay lên trời mà cổ vô tình nơi này cũng là tự hành bay lên trời hai người có bản năng hấp dẫn một chút không hiểu tình huống người thấy một màn như vậy âm thầm kỳ lạ cổ phong lại có hai cái giống nhau như đúc thê tử. Hai người ở bên trên bầu trời trôi nổi, đứng đối mặt nhau. Cổ vô tình trong mắt, đã tràn đầy kiên quyết. Giờ khắc này, cái kia ngủ say cổ nhu nhi, đúng là thức tỉnh, nàng mở mắt, nhìn trước mắt cổ vô tình ánh mắt biến hóa, ngươi. Phu quân nói qua, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, hiện tại, chỉ có chúng ta dung hợp, hài tử mới có thể thành công ra đời. Cổ vô tình nhìn về phía cổ nhu nhi mở miệng cổ nhu nhi nghe thấy cổ vô tình nói ra phu quân hai chữ có chút sầu não mà nhìn thấy cổ vô tình cao cao nổi lên bụng thời điểm tất cả sầu não tan thành mây khói bởi vì cổ nhu nhi có thể cảm giác được hài tử khí tức cái kia cùng mình cùng thuộc bản nguyên đó cũng là con của mình ta nguyện ý cổ nhu nhi mở miệng nhiều năm trước tới nay hữu tình thân cổ nhu nhi cùng vô tình thân cổ vô tình sớm đã là hai cái khác biệt cá thể chỉ có hai người hai bên thực tình nguyện ý mới có thể dung hợp tốt, cổ vô tình gật đầu, ngay sau đó hướng thẳng đến cổ nhu nhi bay đi. Cổ nhu nhi cũng là không do dự nữa, cũng là hướng về cổ vô tình bay đi. Bên trên bầu trời, thân mang quần dài trắng cổ nhu nhi cùng thân mang hắc sắc quần dài cổ vô tình tương đối bay tới. Cuối cùng, đụng phải một chỗ, không có chút nào va chạm thanh âm, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hai người thân thể, hòa thành một thể. Dung mạo vẫn như cũ là cái kia dung mạo, bất quá, cái này dung mạo phía trên, giữa hai lông mày chẳng những có nhu, còn có thanh lãnh y tứ. Hai người khí chất, đúng là đã hoàn toàn dung hợp. Cái kia một thân váy dài, cũng thay đổi thành trắng đen xen kẽ. a à, giờ phút này, nàng thảm kêu một tiếng, nương tử, cổ phong gặp vậy, minh bạch, hôm nay hài tử có thể hay không ra đời ở một cử này. Lập tức, hắn vung tay lên, vô biên tử kim sắc dị lực gào thét mà ra, biến thành một tòa đại trận, trực tiếp đem thê tử của mình che đậy ở trong đó, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Cổ phong hai tay, đặt tại phía trên đại trận, không ngừng hướng trong đó quán thâu sinh cơ cùng bản thân tu vi. Đây đã là cổ phong có thể làm được toàn bộ. Giờ phút này, kiếm bạch tử mấy người, còn bị cổ phong tuế nguyệt ý cảnh chân áp. Hàng lâm giả môn, cũng đều không dám động thủ, yên lặng tại đó. Tất cả tinh không tu giả, đều hướng về cổ phong một bên kia nhìn lại. Bọn họ tự nhiên, đều hy vọng cổ phong hài tử có thể thành công Giáng sinh. Cổ hàn nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng vì sao, vì sao mỗi một đời cũng là dạng này, vì sao? Tiếng kêu thống khổ không ngừng từ đại trận bên trong truyền ra. Nương tử, cổ phong nghe được tiếng này tâm như đau rảo, trong đầu, là mình cùng cổ nhu nhi, cùng cổ vô tình, cái kia qua lại từng màn. Hoa hoa, bỗng nhiên, từng đợt đứa bé sơ sinh khóc nghỉ non thanh âm truyền ra. Cổ phong trên mặt, tràn đầy vô cùng vui mừng, hắn vung tay lên, lập tức đại trận tản ra. Trong đó, nữ tử sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, trong ngực ôm một cái bé gái. Chúc mừng phong đế mừng đến công chúa, chúc mừng phong đế mừng đến công chúa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không, vô số tu giả, cũng là hoan hô. Mà cổ phong, tạm thời lại không có gieo hò, cũng không có nhìn về phía hài tử, mà là trực tiếp khẽ hôn thê tử cái chán, ngay sau đó ôn nhu mở miệng, nương tử. Ta là nhu nhi, nữ tử ôn nhu mở miệng, cổ phong nghe thấy, ánh mắt lập tức biến đổi, chẳng lẽ vô tình ý thức, đã bị triệt để xóa đi sao? nghĩ tới đây, Cổ Phong Tâm liền hết sức đau đớn. Mà trước mắt thê tử của mình lại là cười một tiếng, ta cũng là Vô Tình. Nghe thấy lời này, Cổ Phong trong mắt lập tức tràn đầy vui mừng, ý thức đều bảo lưu lại. Ta cùng với Nhu Nhi toàn bộ ký ức, ta cùng với Vô Tình toàn bộ ký ức đều còn ở. Ân, nữ tử gật đầu một cái, Cổ Phong đó có thể thấy được, trước mắt vợ mình khí chất trên người, đích xác đã dung hợp Cổ Nhu Nhi cùng Cổ Vô Tình. Việc vui, đây là đại hỷ sự, Cổ Phong đại hỷ. Ngay sau đó mở miệng, trước có nhu nhi, sau có vô tình, bây giờ, ta chỉ có một cái thê tử, nương tử, từ hôm nay, ngươi liền gọi cổ nhu tình A. À. Nếu như nói, cổ nhu nhi đại biểu, là cổ phong thời kỳ thiếu niên tình yêu. Cổ vô tình, liền đại biểu lấy, cổ phong sau trưởng thành tình yêu. Bây giờ cả hai triệt để dung hợp, cổ phong không nghĩ xưng hô thê tử của mình vì cổ nhu nhi, hoặc là cổ vô tình, bởi vì dạng này, nàng đều không hoàn chỉnh. Tốt, cổ nhu tình gật đầu cười. Nàng có ôn nhu một mặt, cũng có được lăng lệ một mặt, nàng ưa thích cái tên này. Hoa hoa, giờ phút này, trong ngực bé gái hoa hoa kêu lên, nước mắt kia cũng là không ngừng chảy mà xuống. Phu quân, người có thể lạnh nhạt chúng ta nữ nhi. Cổ nhu tình nhìn về phía cổ phong, vừa cười vừa nói. Cổ phong lập tức một tay lấy bé gái ôm vào trong lồng ngực của mình, ngoan ngoãn nữ nhi, đừng khóc, không đúng, con gái chúng ta không phải còn chưa ra đời liền biết nói chuyện sao. Đây là, vừa nói, cổ phong nghi hoặc mở miệng, bản thân nữ nhi còn chưa ra đời, liền biết nói chuyện, là thiên tư bực nào, này làm sao ra đời, ngược lại chỉ có thể khóc. Cổ phong nghi hoặc mở miệng, nương tử, không phải là con gái chúng ta, biến ngốc hả? Cái này vừa mới dứt lời, cổ phong chính là cảm giác, mình là cánh tay, bị hung hăng cắn một lần. cúi đầu xem xét, nữ nhi của mình, chính là trừng mắt một đôi ngập nước mắt to, trắng nõn nà gương mặt bên trên tràn đầy không cao hứng mà nhìn mình. Mở miệng, hừ, Ta nếu không giống bình thường nhà hài tử như thế khóc hai tiếng, ba ba sẽ nhớ kỹ nhìn ta sao? Cha con mắt, vẫn luôn sinh trưởng ở mụ mụ trên thân, ba ba một chút đều không thích ta. Chương 2883, cổ tiểu Tuyền. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, lập tức trợn mắt hốc mồm. Đứa nhỏ này sinh ra tới, chính là một tiểu yêu nghiệt a, làm thật không hổ là phong đế đại nhân nữ nhi. Nữ nhi ngoan, ba ba làm sao sẽ không thích ngươi, làm sao lại thế? Mặc cho cổ phong ở tinh không đứng ở đỉnh phong, nhưng ở trước mặt con gái, trong nháy mắt không thấy khí lực, lập tức nịnh nọt nói ra. Người đều thân mụ mụ, ta cũng muốn thân thân, bé gái có chút bất mãn nói ra. Cổ phong nghe xong lập tức cười, ngay sau đó, lại là ở nữ nhi trên mặt hôn một cái. Lần này, bé gái một đôi ngập nước mắt to, lập tức cười thành trang lưỡi liềm. Tất cả mọi người gặp vậy, không khỏi cảm thán, cái này quả nhiên là cái đứa bé lanh lợi a. À. Phu quân, "Vì con chúng ta, đặt tên a." Cổ Nhu Tình mở miệng nói ra. Cổ Phong nhìn xem nữ nhi cái kia như ngọc phấn nộn khuôn mặt, mở miệng, liền kêu "Tiểu Tuyền a, Cổ Tiểu Tuyền." Tuyền ý là Mỹ Ngọc, Cổ Phong hy vọng nữ nhi của mình có thể giống Mỹ Ngọc đồng dạng xinh đẹp, cũng có thể như Mỹ Ngọc đồng dạng thanh tịnh thông thấu. "Oa, cái tên này hảo hảo nghe, Tiểu Tuyền có danh tự, tạ ơn ba ba." Tiểu Tuyền lập tức con mắt lại cười thành trăng lưỡi liềm. "Vậy liền gọi Tiểu Tuyền a." cổ nhu tình gặp nữ nhi như vậy cao hứng cũng là cực kỳ khai tâm nhìn xem tiểu tuyền dáng vẻ khả ái cổ phong tâm giống như muốn bị hòa tan cả đời này cổ phong lần thứ nhất làm cha hắn rốt cục có thể cảm nhận được phụ thân của mình cùng mẫu thân đối với mình phần kia yêu cổ phong đem vợ và con gái cùng một chỗ quấn ở trong ngực một màn này quá mức ấm áp cổ phong thực nghĩ cả một đời cứ như vậy vượt qua loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ lãnh hội qua sưởi ấm vì sao Cổ hàn nhìn xem một màn này, trong mắt chảy nước mắt. Thật lâu, cổ phong nhìn về phía kiếm bạch tử mấy người nơi đó. Chém giết kiếm bạch tử mấy người, phong ấn lỗ đen cửa vào, tinh không liền đem khôi phục lại bình tĩnh. Cổ phong đem tiểu tuyền đặt ở trong ngực vợ, đứng dậy, nhìn về phía kiếm bạch tử mấy người, dừng ở đây rồi. Vừa nói, cổ phong liền muốn động thủ, cắt đứt tất cả. Mà cũng ở thời khắc này, oanh, một đạo nổ thật to thanh âm, từ lỗ đen chỗ sâu truyền đến. Đón lấy, chỉ thấy một tên, lão ni cô từ trong hắc động xải bước mà ra. Nàng bước vào tinh không một khắc này, hư không chính là bỗng nhiên chấn động lên. Trên thân thể nàng, lập tức kim sắc quy tắc chi hỏa, chính là thiêu đốt mà lên. Hiển nhiên, nàng tu vi đã viễn siêu giới này hạn chế, nàng đi tới giới này, quy tắc chi hỏa thiêu đốt, ở luyện hóa nàng tu vi. Nhưng nàng, giờ phút này, hoàn toàn không thèm để ý tất cả những thứ này. Ánh mắt của nàng, Cắt gao nhìn chằm chằm cổ nhu tình trong ngực cổ tiểu tuyền, tìm được, rốt cuộc tìm được. Ngươi muốn làm gì?" Cổ Phong gặp vậy, ánh mắt lập tức biến đổi, trực tiếp ngăn tại nữ nhi trước mặt. "Tiểu tử, cút ngay." Lão Ni cô mở miệng, vung tay lên, lập tức, kim sắc dị lực chính là biến ảo trường ấn, đem Cổ Phong trực tiếp đánh bay. Cổ Phong thần linh cảnh tam trọng tu vi, ở lão Ni cô trước mặt, giống như hài đồng một dạng. Phốc, Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún, bị một tát này vỗ ra mấy ngàn trường sau đó hắn phát hiện thân thể của mình phía trên kim sắc dị lực chẳng biết lúc nào biến hóa thành kim sắc dây thừng đem chính mình gắt gao trói lại cổ phong giờ phút này đúng là không cách nào di động mảy may lão ni cô thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người thấy một màn như vậy không huyền tử trong mắt tinh mang lấp lóe bái kiến sư thúc sư thúc cứu ta sống chết của ngươi bần ni mặc kệ nhưng ngươi sư phụ tới cứu ngươi a à lão ni cô đối không huyền tử lại là không có chút nào để ý trực tiếp ánh mắt rơi vào cổ tiểu tuyền trên người ngươi là ai ngươi tại sao phải tổn thương cha ta cổ tiểu tuyền tức giận đến cổ cổ vừa ra đời linh trí cũng đã mở ra đến trình độ như vậy không hổ là bách thế lão ni cô trong mắt tinh mang lấp lóe lập tức nói tiểu nha đầu cùng bần ni đi thôi cái này địa phương nhỏ không thích hợp ngươi ta vì cái gì muốn đi theo ngươi ngươi thương cha ta ta muốn cắn chết ngươi Cổ tiểu tuyền vừa nói, lộ ra răng mèo. Ha ha, hôm nay, có thể không phải do ngươi. Lão Ni cô mở miệng, ngay sau đó vung tay lên. Lập tức, cái kia kim sắc dị lực biến ảo cự trường, cực tốc mà ra, hướng thẳng đến cổ tiểu tuyền chộp tới. Cổ nhu tình cùng cổ tiểu tuyền giờ phút này, thân thể toàn bộ bị giam cầm, không cách nào di động mảy may. Đừng mơ tưởng mang ta đi nữ nhi, giờ phút này, một đạo gào thét truyền đến, nơi xa cổ phong, thiều đốt thọ nguyên, tu vi bạo phát xuống, cưỡng ép phá xóa bỏ lệnh cấm cố, cực tốc vào tới. Trực tiếp ngăn tại cổ nhu nhi cùng cổ tiểu tuyền phía trước. Tội giới run dế, người không có tư cách, làm phụ thân của nàng. Lão ni cô mở miệng, vung tay lên, lần nữa đem cổ phong một trưởng vỗ bay. Ba ba, cổ tiểu tuyền gặp vậy, lập tức giống to. Mà giờ khắc này, lão ni cô thân ảnh đã chớp mắt đã tới, đi thẳng tới cổ nhu tình trước mặt, một cái hướng về cổ tiểu tuyền chộp tới. Không cho người mang ta đi nữ nhi, Cổ nhu tình trong mắt lộ ra điên cuồng ý tứ. Đây là một cái mẫu thân, đối nữ nhi bản năng thủ hộ. Ông cũng ở thời khắc này, cổ nhu tình bên trong thân thể một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Hai trong mắt của nàng bên trong vô số huyết mạch hư ảnh hiện lên. Oanh, này khí tức đột nhiên xuất hiện bộc phát, đúng là mạnh mẽ chấn tan lão ni cô giam cầm lực lượng. Lão ni cô không khỏi lui ra phía sau một bước, ánh mắt rơi vào cổ nhu tình trên người trong mắt quang mang tiềm thước, không nghĩ tới ngươi ở nơi này, ha ha, ngươi giờ phút này bộc lộ ra này khí tức, đạo vực lão ra hỏa, sợ rằng phải ngồi không yên. Không cho ngươi mang ta đi nữ nhi, cổ nhu tình gào thét, vô số huyết mạch hư ảnh từ nàng thân thể phía trên nổi lên. Đạo hạnh của ngươi nếu như là năm đó, bần ni đích xác kiêng kỵ, nhưng bây giờ, ha ha. Lão ni cô trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức đối cổ nhu tình nhấn một cái. Trong nháy mắt, một tấm hư ảo kim sắc thần phù chính là xuất hiện đè ở cổ nhu tình mi tâm phía trên lập tức cổ nhu tình thân thể bị giam cầm không cách nào di động mảy may lão nico bắt lại trong ngực cổ tiểu tuyền mà mới vừa bắt lấy chính là cảm giác trên mu bàn tay một trận đau nhói cúi đầu xem xét đúng là cổ tiểu tuyền hung hăng cắn bản thân một ngụm lão nico trên mặt không có chút nào sinh khí ý tứ đạm ngữ tiểu nha đầu cùng bần ni trở về ngươi liền sẽ biết rõ cái gì mới là ngươi muốn giờ phút này lão ni cô trên người quy tắc chi hỏa thiêu đốt vượng hơn mặc dù lão ni cô tu vi cường hoành nhưng là không chịu được như vậy thiêu đốt tu vi nàng không nói hai lời mang theo cổ tiểu tuyền quay người chính là rời đi cha mẹ ta không muốn rời đi các ngươi không muốn cổ tiểu tuyền nước mắt chảy dài nàng vừa mới ra đời nàng mới vừa vặn nhìn thấy cha của mình mẹ liền bị mang đi tiểu tuyền cổ nhu tình muốn động nhưng mi tâm cái kia hư ảo thần phù áp chế để cho nàng không cách nào di động. Nàng nước mắt không ngừng chảy, trở nên cực kỳ điên cuồng. Lưu lại nữ nhi của ta, giờ phút này, toàn thân đẫm máu cổ phong, tóc tung bay, một tiếng điên cuồng gào thét, lần nữa thiêu đốt thọ nguyên tu vi, không để ý cả người trọng thương, lần nữa hướng về lão ni cô phóng đi. Sát ý, trong lòng hắn lan tràn, hắn quyết không cho phép, bất luận kẻ nào, tổn thương nữ nhi của mình. mươi 2884, Thiên Thế Phật Đồng Lão Ni cô cảm giác được sau lưng cổ phong vào tới, quay người thời khắc, lắc đầu, ngay sau đó bấm tay một điểm. Liên ngần ấy, lập tức, một cổ kinh khủng giam cầm lực lượng, bỗng nhiên giáng lâm. Cổ phong thân thể, trực tiếp bị giam lại, lực lượng này, mạnh mẽ quá đáng. Có thể thấy, lão Ni cô cùng cổ phong, xa không phải một cái cấp độ tu giả. Buông ta xuống nữ nhi, cổ phong gào thét, thanh âm bên trong lộ ra điên cuồng, gắt gao nhìn chầm chầm lão Ni cô. Tuổi thọ của hắn cùng tu vi, điên cuồng thiêu đốt cái này giam cầm lực lượng cổ phong muốn phá mở ba ba cổ tiểu tuyền giống to nàng liều mạng dẫy ruộng muốn tránh thoát lão nico ôm ấp nhưng nàng không cách nào làm đến nhìn thấy trước mắt cổ phong trong đôi mắt cái kia điên cuồng cùng chấp nhất lão nico trong đầu không khỏi hiện ra trong trí nhớ mình một chút cảnh tượng ngay sau đó thở dài đứa nhỏ này là thiên thế phật đồng biết cái gì gọi thiên thế phật đồng sao là luân hồi một nghìn đời đều bảo lưu lấy bản tâm chưa bao giờ bị trong trần thế bất luận cái gì vật dơ bẩn dính qua nửa phần người. Ta chỉ biết rõ, nàng là nữ nhi của ta, ta duy nhất nữ nhi. Cổ phong hai mắt trở nên xích hồng, thiên thế Phật đồng, bất kể là nhục thân vẫn là hồn phách, đều quá mức tinh khiết, nàng một miếng thịt, có thể so với linh đan rượu dược, nàng một giọt máu, có thể so với vô thượng thần dịch, nàng một sợi hồn phách, có thể trợ người tái tạo nguyên thần, cho dù là bẩn ni thế giới kia trí cường giả, nhìn thấy con gái của ngươi, đều sẽ điên cuồng. Lão Nico tiếp tục mở miệng, cổ phong nghe xong, trên mặt điên cuồng dần dần thu liếm, trong mắt mang theo ngưng trọng. Hắn chỉ nghĩ tới nữ nhi của mình bất phàm, nhưng lại không nghĩ tới, như vậy bất phàm. Cổ nhu tình giờ phút này cũng là có chút trầm mặc, nàng cũng là minh bạch lão nico cô dụng ý. Đông đảo hàng lâm giả, trong mắt cũng là tinh mang lấp lẽ, bọn họ đương nhiên nghe nói qua, trong truyền thuyết thiên thế Phật đồng. Kiếm bạch tử mấy người, kích động cũng là run rẩy lên. Bọn họ đều hiểu, chỉ cần lấy được cái này cổ tiểu tuyền trên người một khối nhỏ thịt bọn hắn tu vi liền có thể thuế biến trong lúc nhất thời trong lòng cũng là tính toán lão ni cô gặp cổ phong cùng cổ nhu tình không nói tiếp tục mở miệng người đó có thể thấy được bần ni không có ác ý vừa nói lão ni cô vung tay lên một hạt đan dược hướng về cổ phong bay tới đồng thời cổ phong trên người giam cầm biến mất đối phương muốn giết mình giống như lấy đồ trong túi cổ phong không có suy nghĩ nhiều nuốt vào lão nico cô đan dược, rất nhanh thương thế hoàn toàn khôi phục. Lão ni cô không nói, cổ phong minh bạch, đối phương ở đợi chờ mình phía dưới cái nào đó quyết định. Ba ba, cổ tiểu tuyền giờ phút này nước mắt chảy trôi, tiểu tuyền không muốn rời đi ngươi, không muốn rời đi ngươi và mụ mụ. Một tiếng này ba ba, để cổ phong tâm, trong nháy mắt mềm nhũn ra. Lão nico cô nhìn thấy cảnh này, mở miệng cổ phong, người có thể ở cái này tội giới đạt tới mức như thế, hẳn là một cái người thông minh, bần ni cũng liền nói thẳng, con gái của ngươi thân phận không bao lâu liền sẽ truyền ra nàng nếu không rời đi phiến tinh không này sẽ có liên tục không ngừng người giết tới ngươi không bảo vệ được nàng mà bần ni có thể ba ba ta không muốn rời đi ngươi ta không nghĩ cổ tiểu tuyền mở miệng cổ phong nhìn về phía lão ni cô nói ta sẽ bảo hộ nữ nhi của ta ngươi cố chấp như thế không có ý nghĩa lão ni cô lắc đầu nàng không minh bạch vì sao đối phương biết cái này đồng dạng chấp nhất ta sẽ thủ hộ phiến tinh không này cũng sẽ mang theo tiểu tuyền tiến vào thế giới của các ngươi, ta sẽ thủ hộ nàng. Cổ phong mở miệng, tiến vào thế giới của chúng ta, như thế, con gái của ngươi, sẽ bại lộ ở vô số ác lang trước mặt. Lão Nico mở miệng, dù cho ta chết, ta sẽ không để cho nàng nhận nửa điểm tổn thương. Cổ phong trong mắt mang theo chấp nhất, ba bà, bà, ta biết ngươi dẫn ta đi, là vì tốt cho ta, nhưng ta không muốn rời đi cha ta, van cầu ngươi. Cổ tiểu tuyền hướng về phía lão Nico mở miệng khẩn cầu nước kia uông uông mắt to giống như biết nói chuyện nhìn thấy cảnh này lão Nico cô trong lòng mềm nhún lập tức nói không được đây không chỉ là của cá nhân người vấn đề người nếu là rơi vào những người kia trong tay chính là một trận tai nạn ta biết ta đối với người rất trọng yếu nhưng ta cũng biết ta đối ba ba quan trọng hơn người nếu là bức bách ta ta liền chết ở chỗ này cổ tiểu tuyền mở miệng vừa nói cổ tiểu tuyền trên người khí thức phát ra tuổi còn nhỏ cổ tiểu tuyền trên người tán phát khí thức đúng là tiếp cận tiên đạo. Ở cổ nhu tình trong bụng hơn 2.000 năm, cổ tiểu tuyền đã tự mình tu luyện đến trình độ như vậy sao? Nàng vẫn là một cái hài nhi a à. tất cả mọi người trong đầu vù vù, tiểu tuyền, cổ phong cùng cổ nhu tình gần như đồng thời mở miệng. Ba ba, mụ mụ, nếu để cho tiểu tuyền rời đi các ngươi, tiểu tuyền không bằng chết. Cổ tiểu tuyền mở miệng, ngươi, lão ni cô giờ phút này, thực bị bức bách, cổ tiểu tuyền đối với nàng rất trọng yếu, hết sức trọng yếu đó là tông môn phục hưng hy vọng nàng nói cái gì cũng không biết để cổ tiểu tuyền chết cuối cùng lão ni cô thở dài buông lỏng tay ra ngay sau đó cổ tiểu tuyền bay thẳng ra hướng về cổ phong bay đi bị cổ phong một cái ôm vào trong ngực đại tinh hóa thuật lão ni cô mở miệng ngay sau đó vô biên ánh sáng màu vàng óng hướng về bốn phương tám hướng cực tốc khuếch tán ra bất quá mấy hơi thở tầm đó đem toàn bộ tinh không tất cả sinh linh toàn bộ trùm lên trong đó vừa mới xảy ra cái gì? Cái này lão ni cô là ai? Chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, giờ phút này, trong tinh không, vô số tu giả không khỏi mở miệng. Lão ni cô sắc mặt biến phải trắng bệch, truyền âm đối cổ phong nói, thuận này, đã đem trừ bỏ ngươi và thê tử ngươi cùng tiểu tuyền bên ngoài, tất cả vừa mới nửa khắc đồng hồ bên trong ký ức, đều xóa đi, lại, bần ni đã ở tiểu tuyền trên người lưu lại thu liếm khí tức lạc ấn, không ra phiến tinh không này, ngoại giới người, hẳn là không phát hiện được đa tạ tiền bối, cổ phong ôm cổ tiểu tuyền nhìn về phía lão ni cô chân thành mở miệng. Mặc dù cái này lão ni cô trước đó tổn thương bản thân, nhưng ngay sau đó liền trợ giúp bản thân chữa thương khỏi hẳn, lại cổ phong nhìn ra được, nàng là thực vì nữ nhi của mình tốt, trong lòng cũng sẽ không có định ý. Thiên thế linh đồng, ngàn năm tăng một tuổi, trưởng thành theo tuổi tác, trên người nàng tán phát tinh khiết chi khí, cũng càng ngày sẽ càng khó có thể che giấu, lại nàng đối với thiên tài địa bảo chờ linh dược nhu cầu, cũng càng ngày sẽ càng lớn. Lão Nico mở miệng, cổ phong trầm mặc chốc lát, mở miệng ta sẽ nghĩ biện pháp. Vật này lưu cho ngươi, làm ngươi không cách nào thủ hộ nàng thời điểm, có thể nắm nát vật này, bần ni tự sẽ đưa nàng mang đi, bảo nàng chu toàn, nhưng bần ni phải nói cho ngươi, ngày sau, ngươi nghĩ đưa nàng từ bần ni nơi đó mang về, lại không đơn giản như vậy. Nói xong lão Nico ném cho cổ phong một quả Phật Châu. Cổ phong một tay lấy Phật Châu tiếp được, mở miệng ta nhớ kỹ. Phiến tinh không này, Người thu lại không được, nếu muốn Tiểu Tuyền sống sót, mang theo nàng, mau mau rời đi a. À. Lão Ni cô lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Bà bà, giờ phút này cổ Tiểu Tuyền đột nhiên mở miệng. Lão Ni kia cô quay người, nhìn về phía cổ Tiểu Tuyền, trong mắt mang theo nghi hoặc. Bà bà, người là người tốt, có thể cười một chút sao. chương 2885, Yêu nghiệt, cổ Tiểu Tuyền nhìn xem lão Ni cô, hồn nhiên ngây thơ mở miệng. Lão nico cô nào nào nàng không nhớ ra được mình rốt cuộc bao lâu không cười qua tựa như thời niên thiếu một đoạn kia ký ức về sau liền không tiếp tục cười qua a à. lại ở vô số người trong mắt nàng đều là ác giả hình tượng cũng đã lâu không có người nói qua nàng là người tốt không nghĩ tới hôm nay lời ấy xuất hiện ở một cái hồn nhiên ngây thơ hài đồng trong miệng quy tắc chi hỏa giờ phút này còn đang thiêu đốt lão ni cô sắc mặt đã có chút trắng bạch hôm nay vì cổ tiểu tuyền nàng thiêu đốt số lớn tu vi chỉ sợ trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục lão ni cô nhìn về phía cổ tiểu tuyền mỉm cười mở miệng tiểu nha đầu nếu sau này ngươi ta gặp lại liền không thể gọi bà bà lời nói rơi xuống lão ni cô rời đi về tới lỗ đen bên trong không gọi bà bà cái kia nên gọi tên gì a à? cổ tiểu tuyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc có lẽ nàng muốn cho ngươi gọi nàng sư phụ cổ phong đạm ngữ rất nhiều hàng lâm giả bên trong lão ni cô là cổ phong duy nhất không có ác cảm người phu quân, cổ nhu tình trên người giam cầm lực lượng, cũng là tiêu tán, nàng không khỏi mở miệng. Giờ khắc này, cổ phong chỉ cảm thấy, trên thế giới, không có cái gì là so người một nhà cùng một chỗ, càng thêm chuyện tốt đẹp. Nhưng mà, Mỹ Hảo lại là ngắn ngủi, cũng ở giờ phút này, lỗ đen chỗ sâu, lại là một thanh âm truyền đến. Yêu nghiệt, người quả thật ở chỗ này, vô ý thức, cổ phong trực tiếp đem cổ tiểu tuyển chăm chú ôm vào trong ngực, đem cổ nhu tình cản ở sau lưng. Chỉ thấy, trong hắc động, một béo một gầy, hai cái đạo sĩ, thân hình hiển hiện. Hai cái này đạo sĩ khí tức cực kỳ khủng bố, bất quá hiển nhiên từng cái so với phía trước lão Nico cũng là kém hơn không ít. Không giống với lão Nico điên cuồng như vậy, hai cái này đạo sĩ đều không có tiến vào tinh không phạm vi. Bọn họ biết được, tiến vào tinh không, dù cho một hơi liền sẽ thiêu đốt số lớn tu vi, bọn họ chỉ là tới bắt người, chỉ cần có thể bắt đi, liền có thể, không cần thiết để cho mình hao tổn lớn như vậy yêu nghiệt này ký ức còn không có thức tỉnh, tu vi cũng không có đạt tới như vậy độ cao, khó trách mấy vị sư huynh sẽ để cho hai người chúng ta đến đây. Đạo sĩ béo mở miệng nói, yêu nghiệt này trên người bí ẩn quá lớn, nhanh muốn đem nàng mang về, thuận tiện giải quyết cái này tội giới, nhiệm vụ của chúng ta liền coi như hoàn thành. Đạo sĩ gầy mở miệng, đón lấy, hai người không nói hai lời, riêng phần mình trong tay pháp quyết đánh ra. Vô biên bạch sắc dị lực chính là gào thét mà ra, đón lấy, hai người trong tay, riêng phần mình lấy bạch sắc dị lực ngưng luyện ra một đầu xiềng xích đón lấy hai người này bàn tay bỗng nhiên hất lên hai đầu bạch sắc tỏa liên chính là trực tiếp vung ra hai đầu này bạch sắc tỏa liên bay ra trong nháy mắt trở nên hư ảo hướng về cổ phong bên này cực tốc mà đến nhưng kỳ thực mục tiêu không phải cổ phong mà là cổ nhu tình quả nhiên cổ phong biến sắc trước đó lão ni cô cùng cổ nhu tình trong lúc nói chuyện với nhau cổ phong cũng đã biết được đạo môn người sẽ đối cổ nhu tình xuất thủ Cổ Nhu Tình không tầm thường, Cổ Phong đã sớm biết. Bởi vì Cổ Nhu Tình có được cổ ra huyết mạch, có được Diệp ra huyết mạch, thậm chí Cổ Phong còn đang Cổ Nhu Tình trên người cảm thấy hoàng kim thánh tộc khí tức, tựa như Cổ Nhu Tình trên người có rất nhiều huyết mạch. Trước đó lão Nico tiến vào tinh không, ở quy tắc phía dưới, hiển nhiên bỏ ra giá cả to lớn, hai người này thực lực không bằng lão Nico, không dám vào tinh không, ta lợi dụng tinh không quy tắc, toàn lực ngăn cản. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bấm tay một điểm cản. Giờ khắc này, cổ phong phất tay phía dưới, vô biên quy tắc chi lực bộc phát, biến thành một mặt to lớn tấm chắn, cái kia trên tấm chắn, tràn đầy quy tắc chi văn. Thấy một màn như vậy, đạo sĩ béo cùng đạo sĩ gầy trêu tức cười một tiếng. Đón lấy, để cổ phong không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Hai đầu kia hư ảo xiềng xích, vậy mà trực tiếp xuyên qua cổ phong quy tắc cự thuẫn. Cổ phong lập tức tu vi lực lượng bộc phát, muốn lấy thân thể ngăn cản. Nhưng mà, hai đầu kia hư ảo xiềng xích, vậy mà cũng trực tiếp xuyên qua cổ phong thân thể, không có đau đớn, không có cảm giác nào, hai đầu này hư ảo xiềng xích, tựa như không nhìn tất cả, cứ như vậy từ cổ phong trong thân thể xuyên qua, đón lấy hai đầu này xiềng xích, trực tiếp rơi vào cổ nhu tình trên thân, lại cái kia xiềng xích, trực tiếp liên tiếp ở cổ nhu tình huyết mạch phía trên, đem cổ nhu tình cả người trong nháy mắt vây khốn. a à, cổ nhu tình lập tức một tiếng hét thảm, thống khổ này không chỉ là nhục thể, mà là đến từ linh hồn cái kia xiềng xích, tựa như trực tiếp ghim chặt linh hồn của nàng. Mẹ, cổ tiểu tuyền mí mắt đỏ bừng, nương tử, cổ phong gặp vậy, tay trái ôm cổ tiểu tuyền, tay phải một cái hướng về cổ nhu tình chộp tới. Nhưng mà, càng thêm quỷ dị một màn xuất hiện, cổ nhu tình thân thể, đang bị cái kia hư ảo xiềng xích trói đồng thời, đúng là cũng biến thành hư ảo, cổ phong bàn tay, đúng là trực tiếp xuyên qua cổ nhu tình thân thể. Phu quân, cổ nhu tình giống to, nàng muốn tránh thoát, lại phát hiện, căn bản không tránh thoát được, nàng phát hiện thân thể của mình trở nên hư ảo. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng so sánh gấp như lửa đốt. Trước đó lão Nico mặc dù đối Cổ Phong xuất thủ, nhưng Cổ Phong nhìn ra được, lão Nico là chân chính để ý Tiểu Tuyền, không có ác ý, nhưng trước mắt cánh cửa này người khác biệt, bọn họ trực tiếp lấy xiềng xích trói lại Cổ Nhu Tình, lại sưng hô Cổ Nhu Tình vì yêu nghiệt, Cổ Phong không cách nào tưởng tượng, thê tử của mình, nếu quả như thật bị bọn họ bắt đi, sẽ phát sinh cái gì. Vào lúc đó cổ phong lại không có cách nào ngăn cản. Trong chấp nhóm này, cổ phong ánh mắt, trực tiếp rơi vào nơi xa, cái kia trên mặt mang vui mừng kiếm bạch tử trên người. Kiếm bạch tử giờ phút này mừng rỡ trong lòng, hắn thấy, bản thân hai vị này sư thúc đến, tất cả liền đều đã kết thúc. Cũng ở giờ phút này, cổ phong thân ảnh, chớp mắt đã tới, trực tiếp bóp lấy kiếm bạch tử cổ, đem hắn cao cao nhấc lên. Đồng thời hướng về phía lỗ đen bên trong đạo sĩ béo cùng đạo sĩ gầy mở miệng, các ngươi nếu dám mang ta đi thế tử, ta liền giết hắn. Lúc đầu nhìn thấy bản thân hai vị sư thúc giáng lâm, chỉ cảm thấy tất cả đều kết thúc, mà bây giờ. Kiếm bạch tử từ đại hỉ cực đau khổ, chỉ là đang trong nháy mắt, hắn mở miệng, hai vị sư thúc, cứu ta. Đạo sĩ béo cùng đạo sĩ gầy khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy kiếm bạch tử phế vật cực kỳ, ở run dế tội giới, lại bị người chân áp, ngược lại trở thành áp chế. Bất quá bọn hắn biết được, cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngay sau đó, đạo sĩ béo cười lạnh, cổ phong, tâm tư của ngươi đủ linh mẫn, bất quá đáng tiếc, người đánh giá thấp yêu nghiệt này giá trị, kiếm bạch tử chết rồi, chúng ta nhiều nhất bị phạt một đoạn thời gian, nhưng yêu nghiệt này mang không trở về, hai người chúng ta đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên, người giết hắn a. À. Lời nói rơi xuống, đạo sĩ béo cùng đạo sĩ gầy cũng không dám tới gần cổ nhu tình, mà là lấy xiềng xích đem hắn gắt gao vây khốn, hướng về hắc động bộ bay đi. Phu quân, cổ nhu tình gào thét, nương tử, cổ phong gặp vậy, cả người trong nháy mắt trở nên điên cuồng, tiện tay vặn gãy kiếm bạch tử cổ văng ra ngoài, trong mắt sát ý đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, hướng về đạo sĩ béo cùng đạo sĩ gầy, cực tốc xông ra. Chương 2886, sát vào đạo giai. Giờ khắc này, cổ phong trong mắt sát ý, trước đó chưa từng có mãnh liệt. Vừa mới bảo trụ nữ nhi, thể tử của mình, liền bị người coi là yêu nghiệt muốn mạnh mẽ bắt đi, đối với đạo môn người, cổ phong duy nhất ý nghĩ chính là diệt sát. Sát chi ý cảnh, trong lúc nhất thời, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, sát chi linh, trong nháy mắt chính là ở cổ phong đỉnh đầu phía trên cô động mà ra. Lại, cái này sát chi linh, khí tức cực kỳ kinh khủng, vô biên sát khí gào thét dưới xuống, mơ hồ muốn thuế biến. Nhanh như vậy, ta quả nhiên không có chọn lầm người. Giờ phút này, áo bảo sám bên trong, sát chi linh trong lòng tự nói, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Tất cả, nói là chậm chạp, nhưng bất quá ở trong nháy mắt. Cổ phong giờ phút này, đã điên cuồng, hắn muốn xông vào lỗ đen cùng đạo sĩ béo cùng đạo sĩ gầy quyết nhất tử chiến. Chém giết kẻ này, không phải mục đích, chúng ta không có thời gian ở trong này trì hoãn. Yêu nghiệt này khí tức, nếu bị những người khác phát hiện, liền phiền toái. Đạo sĩ gầy lập tức nghiêm mặt mở miệng, không sai, kẻ này ti tiện chi tu, căn bản không cần chúng ta xuất thủ, không thể để cho hắn xáo trộn kế hoạch của chúng ta. Đạo sĩ béo cũng là gật đầu, ngay sau đó vung tay lên, bát kiếm nô. Lời vừa nói ra, lập tức, phía sau hai người, tám đạo thân ảnh cực tốc mà ra. Tám đạo thân ảnh, chính là tám cái thân mang áo gai, dáng người khô cạn, gánh vác một kiếm tu giả. Bọn họ đều là kiếm nô. Kiếm nô, lời nói cửa một loại đặc thù tồn tại. Đạo môn có thiên kiêu sẽ bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng, nhưng một chút nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, cần sinh tử chém giết thời điểm, tự nhiên không bỏ được, để những cái này thiên kiêu hạng người đi tiến hành. Như thế, đạo môn hàng năm bồi dưỡng kiếm nô, kiếm nô tư chất yêu cầu không cao phổ thông liền có thể, bọn họ lấy bản thân tinh huyết hồn phách cùng Thọ Nguyên nuôi kiếm. Như thế, những cái này kiếm nô, mặc dù tuổi thọ cũng không lớn nổi, nhưng ở ngắn ngủi sống lâu, lại là có thể phát huy cực mạnh chiến lực, chuyên môn phụ trách một chút sinh tử chém giết nhiệm vụ. Có thể nói, mỗi cái kiếm nô đều là đang mối đao bên trên liếm huyết chi bối phận, căn bản không e ngại sinh tử. Giết, giờ phút này, tám cái kiếm nô phi ra, trong mắt chính là sát ý bộc phát, đồng thời một tiếng quát chói tai tay cầm trường kiếm cùng một chỗ hướng về cổ phong đánh tới. Bọn họ hướng về cổ phong đánh tới đồng thời, trên người liền bốc cháy lên quy tắc chi hỏa, phía sau đều là cánh triển khai, thuộc về thần linh cảnh tam trọng khí tức tùy theo bộc phát ra. Ở quy tắc hạn chế phía dưới, những cái này kiếm nô thi triển ra thần linh cảnh tam trọng tu vi, cũng đã là cực hạn. Bất quá, đạo sĩ béo cùng đạo sĩ gầy nhìn ra, cổ phong tu vi cũng bất quá thần linh cảnh tam trọng, tám đối một, tất thắng không thể nghi ngờ. Cút ngay cho ta, nhìn trước mắt vào tới tám cái kiếm nô, cổ phong gào thét, kiếm trong tay, hung hăng bổ ra. Một kiếm này bổ ra phía dưới, vô biên sát lục chi khí, cô động mà ra, biến hóa to lớn màu xám kiếm cương, tùy theo đánh xuống. Oanh, bát kiếm nô tám chuôi lợi kiếm cùng tuế nguyệt kiếm đối oanh ở cùng nhau. Tám thanh kiếm này, mặc dù cũng không phải danh kiếm, nhưng bị kiếm nô quanh năm lấy tinh huyết hồn phách ôn dưỡng, khi tức cũng là cực kỳ kinh khủng, tám người liên thủ phía dưới, bộc phát ra uy lực, viễn siêu cổ phong một kiếm này phốc, kinh khủng lực đạo phản chấn, cổ phong lập tức một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, bay ngược mà ra. Mà cũng ở cổ phong bay ngược mà ra đồng thời, một bên kia đạo sĩ béo cùng đạo sĩ gầy, lấy xiềng xích chói cổ nhu tình, xông vào lỗ đen, cổ phong gặp vậy một tiếng gào thét, nương tử. Phu quân, cổ nhu tình giống to một tiếng, trong mắt nước mắt chảy trôi. Sau một khắc, cổ nhu tình thân ảnh biến mất ở trong hắc động. Không, cổ phong hai mắt xích hồng giống to, trong đầu, cùng cổ nhu nhi, cùng cổ vô tình rất nhiều quá khứ không ngừng đáp lại trong đầu. Đó là thê tử của mình, duy nhất thê tử. Đã bao nhiêu năm, đến hôm nay, mới tính chân chính đoàn tụ, mà bây giờ, tất cả những thứ này, bị người phá hủy. Cha, cha, mụ mụ, chúng ta đi tìm mụ mụ. Cổ tiểu tuyền nước mắt chảy trôi, hai mắt nhìn chầm chầm vào lỗ đen. Nghe được lời nói của cổ tiểu tuyền, cổ phong tâm, càng thêm đau nhói. Hắn giờ phút này, trong mắt sát ý, lần nữa bộc phát thực chất hóa sát lục chi khí, hướng về bốn phương tám hướng, giống như thủy triều đồng dạng, trùng kích ra. Kiếm Bạch Tử vừa mới bị Cổ Phong vặn gãy cổ, nhưng không có bỏ mình, đến hắn tu vi này cấp bậc, không có bị người đem nguyên thần đánh tan hoàn toàn, đều có thể khôi phục. Nhưng hôm nay đại chiến, hắn bị Cổ Phong nhiều lần trọng thương, giờ phút này sắc mặt trắng bạch, hắn nhìn thấy cảnh này, lập tức đối tám cái kiếm nô gào thét, hai vị sư thúc đi, ta liền có thể mệnh lệnh các ngươi, mau ra tay, giết Cổ Phong tám cái kiếm nô nghe thấy không nói hai lời lần nữa hướng về cổ phong đánh tới kiếm bạch tử ở đạo môn địa vị không thấp cao hơn nhiều những cái này kiếm nô bọn họ tự nhiên nghe theo kiếm bạch tử mệnh lệnh hôm nay các ngươi đều phải chết cổ phong niên cuồng giống to quanh thân sát chi ý cảnh đã biến thành một mảnh sát chi lĩnh vực cái này sát chi lĩnh vực bên trong vô số quỷ ảnh hiện lên những cái này đều không phải là hư ảo đều đã thực chất hóa đây là nơi xa kiếm bạch tử bốn người nhìn thấy cảnh này, nhất thời ánh mắt biến đổi. Suốt cục, thành, cũng ở thời khắc này, áo bảo xám sát chi linh, cái kia áo bảo xám rơi xuống, trong đó, lộ ra, là một khỏa màu xám cho đầu lâu. Đây cũng là sát chi linh chân thân, hắn là một bộ sớm đã mục nát huyết nhục bạch cốt khô lâu. Mà giờ khắc này, cái này khô lâu trên đầu, mi tâm, hiện lên một đạo cổ điển đạo văn. Theo đạo văn này xuất hiện, một cỗ, tang thương đã lâu khí tức, tùy theo tiêu tán. Đạo dai, kẻ này, vậy mà cũng là ý cảnh tu luyện đến đạo giai, làm sao có thể. Kiếm bạch tử trong lúc nhất thời mở to hai mắt nhìn. Ba người khác, cũng là trong đầu vù vù, vừa mới cổ hàn đem ý cảnh tu luyện đến đạo giai, đã để bọn họ chấn thán, mà bây giờ, cổ phong vậy mà cũng làm đến, đây quả thực để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Phải biết, mười dưới vạn tuổi, ý cảnh tu luyện tới đạo giai, có thể phượng mau lân giác a à, ngày hôm nay, một lần liền gặp được hai cái, lại cái này cổ phong so với cổ hàn, càng mạnh đạo giai cổ hàn giờ phút này nhưng vẫn bị cổ phong trấn áp bên trong thấy một màn như vậy ánh mắt biến hóa giết hắn mau giết hắn kiếm bạch tử phát cuồng một dạng gào thét bát kiếm nô bản thân đều không phải là cái gì thiên tư hạng người đối với thiên kiêu bọn họ bản thân thì có căm hận ý tứ nhìn thấy cổ phong cảm mộ ra đạo giai ý cảnh sát ý càng đậm riêng phần mình quanh thân kiếm khí lượn lờ tám người toàn bộ nhân kiếm hợp nhất biến hóa thành tám thanh kiếm khí lượn quanh cự kiếm cùng một chỗ hướng về cổ phong đánh tới tiểu tử, có sát ý, liền phóng thích ha. Sát chi linh, đối cổ phong mở miệng, ý cảnh tu luyện tới đạo giai, ý cảnh chi linh liền có thể cùng chủ nhân câu thông. Đây cũng là cổ phong, lần đầu tiên nghe được ý cảnh chi linh mở miệng. Sát chi linh, lời nói rơi xuống, cả người trực tiếp hạ chìm, trực tiếp cùng cổ phong hòa làm một thể. Cổ phong toàn thân làn da, bao quát bộ mặt làn da phía trên, đều sinh ra bạch cốt lân phiến, khớp nối chỗ, còn có bén nhọn cốt thứ sinh trưởng mà ra. Cả người, bị bạch cốt bao vây, mi tâm, một cái cổ điển chữ giết hiện lên. chương 2887, giết, oanh, trong nháy mắt, một cỗ trước đó chưa từng có khí thức cuồng bạo, từ cổ phong trên người tản mạn ra. Sát chi linh cùng bản thân dung hợp, cổ phong nhục thân cường độ, trong nháy mắt thuế biến, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Các ngươi, toàn bộ đều chết cho ta, cổ phong trong tay tuế nguyệt kiếm, ở thực chất hóa sát lục chi khí cô động phía dưới, biến hóa thành một cái màu xám cho liêm đao chuyên thuộc về sát thần liêm đao phốc cổ phong trong tay liêm đao hướng về vào tới tám đạo cự đại kiếm cương bỗng nhiên vung lên một chuôi cự kiếm trực tiếp bị chém đứt lập tức máu tươi bắn tung tóe kiếm khí sụp đổ phía dưới một cái bị hoành chém ngang lưng đoạn kiếm nô thi thể từ bầu trời rơi xuống mà xuống vừa đối mặt một đòn miểu sát một tên cùng giai tu giả sát 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 cổ phong giờ phút này trong lòng chỉ có giết thân ảnh nổ bắn mà ra đi thẳng tới một cái kiếm nô một bên Phốc, lần này không dùng liêm đao, một quyền trực tiếp xuyên thủng kiếm này nô lồng ngực. Ngao ngao, ngay tại lúc đó, cổ phong quanh thân sát chi lĩnh vực bên trong, vô số quỷ ảnh cũng là tùy theo sông ra. Đây đều là đã từng cổ phong chém giết người, ý niệm dung hợp sát lục chi khí biến thành, ở đạo dài ý cảnh phía dưới, toàn bộ hiện ra. Đây, thành một trận một phương diện giết chóc, cái này, cái này, kiếm bạch tử sắc mặt, đã trở nên trắng bạch, hắn nhìn về phía bên trên bầu trời cái kia bốn đại giới linh mở miệng, tại sao còn không luyện hóa thành công? Hắc ma tử ba người cũng là nhìn về phía bên trên bầu trời bốn đại giới linh. Bọn họ bây giờ còn bị cổ phong lấy tuế nguyệt ý cảnh trấn áp, căn bản không có chạy trốn năng lực. Mà cổ phong hiện tại, cơ hồ phong ma, còn tiếp tục như vậy, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Kẻ này khống chế tội giới toàn bộ quy tắc, hắn quấy nhiễu giới này luyện hóa, hắn nếu không chết, chúng ta chỉ sợ không cách nào đem tội giới hoàn toàn luyện hóa. Thanh sắc cự nhãn mở miệng, kiếm bạch tử mấy người, sắc mặt biến phải khó nhìn lên. Sát sát sát, phốc phốc, theo cuối cùng một bộ kiếm nô thi thể từ bầu trời rơi xuống. Tám đại thần linh cảnh tam trọng kiếm nô đã toàn bộ bị Cổ Phong lấy sức một mình chém giết. Cổ Phong giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào giết chóc bên trong, hắn trực tiếp hướng về lỗ đen phóng đi. Trong lòng của hắn giết chấp niệm, từ cổ nhu tình mà sống, hắn muốn chém giết tất cả, ngăn cản hắn cứu trở về thê tử người. Giờ phút này, trong hắc động một đạo Phật hiệu truyền đến. A Di Đà Phật, người sát niệm quá nặng, bần tăng hôm nay liền độ hóa ngươi. Ngay sau đó, liền nhìn bốn tên tăng nhân cực tốc phi ra. Bốn tên này tăng nhân, mình trần thân trên, toàn thân gầy còm, cái kia thân thể phía trên tràn đầy vết sẹo, mỗi người đều mang tang thương ý tứ. Là ta Phật môn khổ hạnh tăng, được cứu rồi, không huyền tử nhìn thấy cảnh này, kinh hỉ mở miệng. Trên thực tế, không huyền tử mấy người không biết, tội giới sự tình, Lúc đầu người ở phía trên, căn bản không có quá nhiều để ý, lại đã ước định cẩn thận, kiếm bạch tử bốn người, đại biểu tứ phương thế lực, ai có thể lấy được tạo hóa, liền nhìn riêng mình bản sự. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay ra nhiều như vậy biến cố, cổ tiểu tuyên sự tình, bị lão Nico đè xuống, biết được người không nhiều, nhưng cổ nhu tình sự tình, lại đưa tới mọi người chú ý. Như thế, đạo môn trước sai phái ra kiếm nô, kỳ thực, mỗi cái thế lực, ước định phía dưới, cũng chỉ có một lần, tiếp quản nơi này cơ hội đạo môn đã bỏ lỡ. Kiếm nô thất bại, bây giờ Phật môn, liền ngồi không yên, chuẩn bị tiếp thu tất cả những thứ này. Phật môn khổ hạnh tăng cùng đạo môn kiếm nô, là đồng dạng giá trị, bọn hắn cũng đều là một đám tư chất người bình thường, mỗi ngày lấy cơ hội tự ngược phương thức, tiêu hao tiềm lực, thiêu đốt bản thân tới tu hành, đổi lấy thực lực cường đại, chuyên môn phụ trách sát phạt sự tình. Bốn cái khổ hạnh tăng phi ra, riêng phần mình lộ ra ngay một cái trường đao màu xám. Đây là giới đao, khổ hạnh tăng giết người chỉ dùng đao cùng lúc đó bọn họ bộc phát ra khí tức đã đạt đến thần linh cảnh tứ trọng trảm thủ đao trận bốn cái khổ hạnh tăng trong tay đao cùng một chỗ chém xuống chém xuống đồng thời cái kia bốn chuôi dưới đao biến hóa hết sức to lớn hung hăng chém xuống cổ phong đầu lâu cũng ở lúc này bốn cái khổ hạnh tăng đồng thời hét lớn một tiếng chữ này vừa ra cổ phong đầu ông chấn động đón lấy này chuôi to lớn dưới đao chính là cùng nhau chém vào cổ phong trên cổ. nhưng giờ phút này cổ phong dung hợp sát chi linh người khoác sát thần cốt giáp cái này bốn chuôi dưới đao đều bị cổ phong trên ra cái kia bạch phải cốt giáp kẹt. bốn người này bốn chuôi dưới đao đúng là không cách nào chém dụng cổ phong đầu lâu. giết đi đem trên đời này tất cả làm trái người người đều giết sạch. cổ phong trong đầu sát chi linh thanh âm tùy theo truyền đến. giết cổ phong hét lớn khí tức bỗng nhiên bộc phát đồng thời bản nguyên chi lực tự chủ thay đổi, bên trong bắc vực, phổ biên bản nguyên chi lực, hướng về cổ phong vào tới. Trước đó, cổ phong lấy tiên ma biến hình thái hấp thu, đông vực, nam vực, tây vực, ba vực bản nguyên chi lực, chính là đạt đến cực hạn, nhục thân cũng không còn cách nào tiếp nhận. Nhưng bây giờ dung hợp sát chi linh, sát thần cốt giáp cùng nhục thân dung hợp, thân thể cường độ, lần nữa tăng lên. Oanh! Theo bác vực bản nguyên chi lực cũng tiến vào cổ phong thể nội, cổ phong đã hấp thu toàn bộ tinh không giới toàn bộ bản nguyên chi lực, Nổ thật to thanh âm từ cổ phong thân thể phía trên truyền ra. Thần linh cảnh tứ trọng, cổ phong tu vi đạt đến thần linh cảnh tứ trọng cảnh giới. A, à, một tiếng gào thét phía dưới, khí tức kinh khủng từ cổ phong thân thể phía trên bỗng nhiên bộc phát. Bốn chuôi dưới đao trực tiếp bị chấn động đến tứ tán mà ra. "Giết!" Cổ phong mở miệng, trong tay sát lục chi liêm bỗng nhiên đánh xuống. "Không!" Một cái khổ hạnh tăng gào thét, ngay sau đó, đầu của hắn bị chém đứt. Ở sát lục chi khí trùng kích phía dưới, đầu lâu kia bên trong nguyên thần, cũng là sụp đổ. Sát sát sát, cổ phong triệt để điên cuồng, còn thừa ba cái khổ hạnh tăng, trước sau bị chém nứt đầu, hỏng mất nguyên thần. Bốn cái thần linh cảnh tứ trọng cường giả, chết, giết, cổ phong hai mắt đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hướng về lỗ đen lần nữa phóng đi. Giới này, người không ra được, ngay tại lúc đó, hắc động, lại là hai đạo bóng người, cực tốc xông ra. Hai bóng người này, thân mang vải thô áo tơ trắng, từng người đeo một cái to lớn quyển trục, đồng thời riêng phần mình trong tay, cầm một căn to lớn bút lông. Nho môn, sao thư giả, cùng đạo môn kiếm nô, Phật môn khổ hạnh tăng, đồng dạng trước trách người. Lại, hai cái này sao thư giả, tuyệt không phải nho môn bình thường hạng người, dù cho tiến vào phiến tinh không này, nhận quy tắc hạn chế, giờ phút này cho thấy khí tức cũng có thần linh cảnh ngũ trọng. Có thể tưởng tượng, bọn họ bản thân tu vi, khủng bố cỡ nào. Sách, giờ phút này, một cái sao thư giả xuất ra phía sau quyển trục, bỗng nhiên triển khai. Hạo nhiên chính khí, một cái khác sao thư giả, xuất ra to lớn bút lông, bỗng nhiên viết. Lập tức, vô số cổ lão văn tự, từ cái kia to lớn quyển trục bên trong phi ra. Trong lúc nhất thời, vô số cổ lão văn tự, lấy hạo nhiên chính khí tương dung, cực tốc mà ra, vô thiên cái địa mà đến. Cổ phong bốn phía sát chi lĩnh vực, những cái này cổ lão văn tự trấn áp phía dưới, nhất thời sụp đổ. Đồng thời, tám cái to lớn, chấn chữ, trực tiếp rơi xuống, hung hăng đặt ở cổ phong trên đầu. chương 2888, Diệp Lạc Trần. Tám cái, chấn chữ rơi vào cổ phong trên thân thể đồng thời, cổ phong chính là cảm giác cả người trong nháy mắt bị giam cầm. a à, cổ phong trong miệng phát ra một đạo trước đó chưa từng có gào thét thanh âm. Sát trị ý cảnh, điên cuồng bộc phát, trong lúc nhất thời cổ phong thân thể rung động, cái kia tám cái, chấn chữ, đúng là có vỡ nát dấu hiệu. Hai cái nho môn sao thư giả, ánh mắt đột biến. Hai người bọn họ cũng là cường hoành hạng người, dù cho đi tới nơi này tội giới, cũng có thể bảo trì thần linh cảnh ngũ trọng tu giả, có cái này chiến lực, hai người vậy mà không có triệt để đem cổ phong trấn áp. Hạo Nhiên chính khí, vạn chữ gông xiềng, trong đó một cái sao thư giả lập tức quát chói tai. Một người khác bỗng nhiên gật đầu một cái, ngay sau đó hai người đồng thời đem quyển trục trải rộng ra, trong tay cự bút điên cuồng viết. Nguyên một đám văn tự, không ngừng từ triển khai thư quyển phía trên phi ra trọn vẹn một vạn cái văn tự, một vạn này cái văn tự, tại thiên không cô động, biến thành một cái to lớn gông xiềng, trực tiếp đem Cổ Phong vây khốn. Ba ba, cổ phong trong ngực, cổ tiểu tuyền giống to, nhưng nàng quá nhỏ, dù cho thiên phú dị bẩm, vừa mới mới sinh thì có tiếp cận tiên đạo tu vi, nhưng giờ phút này, nàng không thể giúp bất luận cái gì bận biểu. Giết, giết hết thế gian này tất cả. Sát chi linh thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên. Giết, cổ phong quát lớn. Giờ phút này tu vi huyết nhục cũng là bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành khủng bố sát ý. Trên người hắn, cái kia gông xiềng kịch liệt rung động. Kiếm bạch tử mấy người, đã trợn mắt hốc mồm, hai cái thần linh cảnh ngũ trọng cường giả trước mặt, cái này cổ phong vẫn còn có sức chống cự. Cũng ở lúc này, một thanh âm từ sâu trong hư không truyền đến. Nhò môn người, quả nhiên không còn dùng được, lời nói tầm đó, một người cực tốc phi ra, người này bay ra đồng thời, chính là mang theo chấn động ma khí ngập trời đây là người nam tử tóc đen vai trái của hắn đầu ngày thường một khỏa đầu có hai sừng mặt mũi dữ tợn ma đầu ma môn chủng ma nhân so với đạo môn kiếm nô phật môn khổ hạnh tăng cùng nho môn sao thư giả ma môn chủng ma nhân tu hành là thống khổ nhất bọn họ muốn đem một cái ma đầu trồng ở trên người mình lấy thân thể của mình ôn dưỡng ma đầu cái kia thống khổ tuyệt không phải người thường có thể tiếp nhận bất quá cũng chính vì vậy bọn họ có thể mượn nhờ ma đầu lực lượng kiếm nô khổ hạnh tăng sao thư giả cùng chủng ma nhân bên trong, chủng ma nhân thực lực một mực là mạnh nhất, ta nho môn liền có thể giải quyết. người ma môn giờ phút này đến kiếm một chén canh, không tử tế a. À. một cái sao thư giả nhìn thấy chủng ma nhân đi tới, lập tức lạnh giọng một câu: yên tâm, ta sẽ không một người chiếm lấy tạo hóa, ta chỉ có thể một nửa. chủng ma nhân mở miệng, ngay sau đó khí tức quanh người nhất thời bộc phát ra. này khí tức đúng là đạt đến thần linh cảnh lục trọng, thần linh cảnh lục trọng đông đảo tinh không tu giả đã sắc mặt như cho tàn cổ nhu tình bị bắt đi nhưng trước đó trợ giúp âm bà tử lúc độ kiếp nàng đem âm ngư ngọc giao cho cổ phong lão ngư cũng đang còn có rảnh rỗi không ba người này bây giờ cũng là đế cấp nhìn một màn trước mắt cũng là sắc mặt khó coi giờ phút này chu lăng hướng ba người truyền cho nhau thanh âm sau đó ta sẽ liều mảng cứu cổ phong các người bảo vệ hắn an toàn âm bà tử lão ngư cùng không không mặc dù không biết chu lăng có biện pháp nào nhưng giờ phút này tình huống khẩn cấp, bọn họ đều lập tức gật đầu. Trên thực tế, bọn họ từng cái đều nguyện ý vì cổ phong liều mạc, nhưng chỉ là bây giờ đối thủ quá mạnh, bọn họ giờ phút này ra ngoài, chỉ có thể thêm phiền. Hai cái sao thư giả, nhìn thấy chủng ma nhân Tu Vi như vậy, không có nhiều lời, bọn họ cũng minh bạch, tạo hóa không có khả năng bị hắn nho môn một nhà lấy được. Nhanh chảm kẻ này, một cái sao thư giả mở miệng, ngay sau đó, hai cái sao thư giả Tu Vi bộc phát đến cực hạn, đem cổ phong gắt gao chân áp rất đơn giản chủng ma nhân chỉ cần giờ phút này chảm cổ phong liền có thể nho nhỏ tội giới run dế có thể nháo đến nước này người đã có thể kiêu ngạo hiện tại tất cả đều kết thúc chủng ma nhân mở miệng vung tay lên lập tức trong tay một chuôi ma đao xuất hiện này ma đao trực tiếp mang theo ngập trời ma khí hướng về cổ phong nhất đao chảm đi dù cho cổ phong đã dùng hết tất cả nhưng tu vi của bản thân hắn chỉ có đế cấp mượn nhờ toàn bộ tinh không bản nguyên chi lực lại thi triển tiên ma thể, dung hợp ý cảnh chi linh, bây giờ tu vi cũng chỉ có thần linh cảnh tứ trọng. Ở hai cái thần linh cảnh ngũ trọng cường giả trấn áp xuống, nghĩ chống đối một tên thần linh cảnh lục trọng cường giả tất sát nhất kích, đã không có khả năng. Không cam lòng, giờ phút này, cổ phong trong lòng cực kỳ không cam lòng. Hắn phải sống, hắn muốn giết, hắn muốn giết vào thế giới kia, quấy long trời lỡ đất. Tất cả tinh không tu giả, thấy một màn như vậy, trong mắt, đều tràn đầy tuyệt vọng chi ý. Chu Lăng một bên kia nhìn thấy cảnh này, đã chuẩn bị động thủ. Cũng liền ở chủng ma nhân một đao kia, sắp cắt đứt cổ phong tính mệnh thời điểm, một đạo bình thản thanh âm từ lỗ đen chỗ sâu truyền đến. Các ngươi, phá hủy ước định, lời nói tầm đó, chỉ thấy một tên thân mang cẩm bào, trên mặt mang một tấm tím mặt nạ vàng kim người, từ lỗ đen chỗ sâu phi ra. Hắn bay ra đồng thời, toàn bộ thiên địa, giống như dừng lại một dạng, hai cái thần linh cảnh ngũ trọng sao thư giả, cùng cái kia thần linh cảnh lục trọng trùng ma nhân, cùng ở đây toàn bộ tất cả tu giả, đều không cách nào di động mảy may. Cái này, là tuế nguyệt ý cảnh, cổ phong ánh mắt biến hóa, hắn một mực tu tuế nguyệt ý cảnh, hiểu rõ nhất, mà trước mắt người này, hiển nhiên đã đem tuế nguyệt ý cảnh tu luyện đến một cái cổ phong độ cao khó có thể tưởng tượng được. Người này không có tận lực phóng thích ý cảnh, nhưng ý cảnh đã cùng bản thân khí chất dung hợp, như thế trong lúc hành tẩu, thiên địa đứng im. Tất cả mọi người, thân thể không thể di động, nhưng không có bị định trụ hồn phách, mọi người nhìn về phía cái này cẩm bào tu giả, trong mắt cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếm bạch tử mấy người, đã cơ hồ đần đột, bởi vì bọn hắn thấy rõ, cái này mang theo tím mặt nạ vàng kim người thần bí, trên người vậy mà không có quy tắc chi hỏa thiêu đốt. Mạnh như lão Nico trước đó tiến vào giới này, đều nhận quy tắc ảnh hưởng. Người này, đến cùng mạnh đến cấp độ nào? Chẳng lẽ, người này là thiên khư bên trong, cái kia người đứng đầu mấy cái lớn nhân vật một trong? Người là ai? Cổ phong phát hiện, thân thể của mình mặc dù bị định trụ, nhưng lại có thể mở miệng, vô ý thức nhìn về phía cái này mang theo tím mặt nạ vàng kim người, hỏi. Ta, ha ha, người giả mạo ta lâu như vậy, vậy mà không biết ta là ai. Tím mặt nạ vàng kim tu giả cười nhạt một câu, ngay sau đó vung tay lên. Lập tức, cổ phong trong tay, ở sát trị ý cảnh quán thâu phía dưới hóa thành sát lục chi liêm tuế nguyệt kiếm, cực tốt mà ra. Bay ra đồng thời, trên đó sát trị ý cảnh tiêu tán, cuối cùng rơi vào tím mặt nạ vàng kim tu giả trong tay. Từ kim mặt nạ tu giả, nhìn xem Tuế Nguyệt kiếm, nhẹ khẽ vuốt vuốt, ngay sau đó lại là nhìn một chút Cổ Phong nói, "Kiếm này cũng không phải ngươi như vậy dùng." "Ngươi là, Kiếm đế Diệp Lạc Trần." Cổ Phong đầu ông một tiếng, hắn ở Tuế Nguyệt động thức tỉnh, trong tầm mắt chính là Kiếm đế Diệp Lạc Trần lưu lại hai câu nói, cùng một chuôi Tuế Nguyệt kiếm. Tiến vào tinh không về sau, Cổ Phong tìm kiếm khắp nơi Kiếm đế, là muốn báo ân Chương 2889, hết thảy đều kết thúc. Nhưng Cổ Phong tìm khắp toàn bộ tinh không, thậm chí giả mạo Diệp Lạc Trần, nhưng vẫn cũng không có tìm được, dù cho trở thành tinh không chi chủ, cũng không có tìm được mảy may liên quan tới Diệp Lạc Trần tin tức. Cổ Phong nằm mơ cũng không nghĩ đến, Diệp Lạc Trần sẽ lấy loại phương thức này xuất hiện, lại, hắn đã mạnh đến loại tình trạng này. Không sai, Từ Kim mặt nạ tu giả cười nhạt một tiếng, Cổ Phong không khỏi mở miệng, Diệp Tiền Bối, ngươi, tiểu tử người trước hết nhất tiếp xúc thế nhưng là tuế nguyệt ý cảnh, bây giờ vậy mà sát trị ý cảnh trước nhập đạo giai, thực sự để lão phu thất vọng, người lại nhìn, tuế nguyệt ý cảnh, như như vậy thi triển. Diệp Lạc Trần cắt đứt cổ phong mà nói, ngay sau đó, trong tay tuế nguyệt kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Liền như vậy nhẹ nhẹ vung lên, thiên địa, nếu như trở nên hư ảo, đón lấy, liền nhìn một đạo kiếm quang, hiện lên. Kiếm quang này, tốc độ nếu là hết sức chậm chạp. Nhưng trong nháy mắt, kiếm quang này chính là biến mất không thấy gì nữa. Phốc, giờ phút này, máu tươi bắn tung tóe, trùng ma giả đầu lâu đã bị chém xuống, bay ngang ra ngoài. Ngay tại lúc đó, trùng ma giả nhục thân cùng nguyên thần, cực tốc giải yếu xuống dưới, khoảng cách phía dưới, mục nát hóa thành cho tàn. Cái này, tất cả mọi người trong đầu nếu như vô số lôi đình nổ vang, bọn họ gặp qua giết người, nhưng chưa thấy qua giết thoải mái như vậy. Có thể nhìn hiểu, Diệp Lạc Trần nhìn về phía cổ phong, đạm ngữ. Cổ phong trong ánh mắt, mang theo vẻ suy tư, xem hiểu một chút. Vậy, ngươi lại nhìn, Diệp Lạc Trần đạm ngữ, lần nữa kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang lại là phi ra. Hai đạo này kiếm quang nổ bắn mà ra, nhưng mà, nhìn như nhanh, nhưng lại vô cùng chậm chạp. Hai cái sao thư giả, trơ mắt nhìn hai đạo kiếm quang cắt đứt cổ của mình, lại không cách nào ngăn cản mảy may. Máu tươi bắn tung tóe, hai cái sao thư giả huyết nhục, rất nhanh, cùng phía trước trùng ma giả một dạng, hóa thành mục nát. Giết người, nguyên lai like có thể như vậy, xinh đẹp, đúng, có thể dùng xinh đẹp hai chữ để hình dung. Kiếm bạch tử mấy người giờ phút này dọa đến sắc mặt cũng là thảm trắng đi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, cổ phong phía sau vẫn còn có một cái cường giả như vậy xem như chỗ dựa, nhưng bọn hắn làm sao muốn, cũng nhớ không nổi, thế giới của bọn hắn có một cái gọi là diệp lạc trần cường giả. Một lần này, có thể hiểu. Diệp Lạc Trần lại là nhìn về phía Cổ Phong, hiểu ba thành, Cổ Phong mở miệng, nghe lời này, tất cả hàng lâm giả thân thể đều run rẩy lên. Lần này, hắn lại muốn giết ai? Cuối cùng một kiếm, Diệp Lạc Trần đạm ngữ, kiếm trong tay, lần nữa nhẹ nhàng vung lên. Một kiếm này, chém về phía chỗ là lỗ đen chỗ sâu. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, ngay sau đó, truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đón lấy, ba bộ có được hai cặp cánh chim tu giả thi thể. Từ lỗ đen chỗ sâu rơi xuống mà ra. Nhìn thấy cảnh này, kiếm bạch tử mấy người, mặt đều xanh. Hai cặp cánh chim, người này tu vi đã không phải là thần linh cảnh, mà là thần vương cảnh, lại coi khí tức, hẳn là là thần vương cảnh cửu trọng cường giả. Vậy mà, trọn vẹn ba tên thần vương cảnh cửu trọng cường giả, lại bị người này một kiếm toàn bộ chảm. "Ta không thích bị thăm dò." Diệp Lạc Trần đạm ngữ, hắc động kia chỗ sâu, trong nháy mắt truyền đến một trận thần hồn chấn động ngay sau đó tất cả toàn bộ khí tức biến mất hiển nhiên vừa mới rất nhiều đại chiến một mực bị một ít người quan sát bên trong mà diệp lạc trần đến để những người này toàn bộ biến mất diệp lạc trần giờ phút này lần nữa nhìn về phía cổ phong một lần này có thể hiểu hiểu sáu thành cổ phong như có điều suy nghĩ mở miệng giờ khắc này hắn đã mất đi trói buộc sát chi linh cũng đã biến mất cả người khôi phục đến dáng vẻ vốn có trên người tuế nguyệt ý cảnh không tự chủ được phát ra có thể Diệp Lạc Trần đạm ngữ, ngay sau đó nhìn về phía cái kia hư không hắc động, một trường vỗ ra. Một trường này đánh ra, huyễn hóa thành một cái to lớn hư ảo trường ấn. Cái này hư ảo trường ấn, trực tiếp rơi vào lỗ đen phía trên, đúng là đem lỗ đen, đóng chặt hoàn toàn. Tất cả hàng lâm giả, trong nháy mắt tuyệt vọng, lỗ đen, là liên tiếp lưỡng giới đồ vật, tất cả hàng lâm giả đều không nghĩ đến, thần bí nhân này, đã mạnh đến có thể phòng ấn lỗ đen cấp độ. Tiếp lấy, Diệp Lạc Trần mở miệng, vung tay lên, tuế nguyệt kiếm chính là cực tốc phi ra cổ phong một cái tiếp được nhìn về phía diệp lạc trần ôm quyền xá một cái thật sâu tạ diệp tiền bối ân này quá lớn diệp lạc trần không chỉ có cứu cổ phong còn cứu phiến tinh không này lại nếu là cổ phong chết rồi ngày sau liền không cách nào giải cứu cổ nhu tình từ năm đó tuế nguyệt động bên trong ngữ đến hôm nay diệp lạc trần đối cổ phong ân tình quá lớn sau này chớ có bôi nhỏ kiếm này diệp lạc trần mở miệng cần tuân tiền bối dạy bảo cổ phong ôm quyền gật đầu nên làm lão phu đã làm tiếp xuống chính ngươi có thể giải quyết lời nói rơi xuống diệp lạc trần chính là muốn quay người rời đi giờ phút này cổ tiểu tuyền mở miệng diệp thúc thúc ngươi rốt cuộc là ai vậy vì sao cứu chúng ta cổ tiểu tuyền hỏi cổ phong muốn hỏi cổ phong cũng là nhìn về phía diệp lạc trần diệp lạc trần quay người nhìn về phía cổ tiểu tuyền cười nhạt một tiếng tiểu nha đầu sau này ngươi sẽ biết Lời nói rơi xuống, Diệp Lạc Trần chính là bay lên trời. Kiếm bạch tử giờ phút này, sắc mặt trắng bạch, lập tức kinh hô tiền bối, gia sư ngũ nhãn chân nhân, còn mời tiền bối cứu. Ba, lời vừa nói ra, một cái bàn tay vô hình, chính là hung hăng đập vào kiếm bạch tử trên mặt. Một lần này, quật đến kiếm bạch tử một ngụm răng, toàn bộ vỡ vụn, bắn ra ngoài. Kiếm bạch tử đầy miệng máu tươi, trong mắt mang theo hoảng sợ, hắn biết rõ, hôm nay bản thân sắp xong rồi, nghĩ chuyển ra sư tôn, không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Tốt nhất đừng ở trước mặt lão phu sách cái kia lão tặc. Diệp Lạc Trần lạnh giọng một câu, lão tặc kiếm bạch tử choáng váng, là mình sư tôn địch nhân, bản thân đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Hắc ma tử ba người do dự, giờ phút này muốn hay không khẩn cầu cứu mạng. Giờ phút này, Diệp Lạc Trần lại nhìn cổ phong một cái mở miệng, những người khác, người đều có thể giết, nhưng bốn người bọn họ, tạm thời lưu mệnh, bọn họ lúc đầu tu vi, cũng là thần linh cảnh thất trọng, người muốn giết bọn họ, ngày sau tiến vào thế giới kia, lấy tu vi chân chính diệt sát. Nghe thấy Diệp Lạc Trần lời nói, Cổ Phong lập tức gật đầu. Cổ Phong minh bạch, Diệp Lạc Trần đây là vì tốt cho mình, giết một chút không quan trọng người thì cũng thôi đi, cùng thế hệ thiên kiêu, bản thân lấy thực lực chân chính đánh bại, nhưng có thể khiến cho bản thân tu hành chi tâm rộng rãi, mới có thể chân chính ở thế giới kia đứng vững gót chân. Nghe thấy lời này, Kiếm Bạch Tử bốn người, thở phào một hơi. Lời nói rơi xuống, Diệp Lạc Trần thân ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, rốt cuộc là ai? Cổ phong trong lòng suy nghĩ, nhưng lại nghĩ không ra một cái kết quả. Hiển nhiên, kết quả này, chỉ có tiến vào thế giới kia, mới có đáp án. Giờ khắc này, cổ phong ánh mắt trực tiếp rơi xuống kiếm bạch tử bốn người trên thân, trong mắt lại ý hiện lên. Ngươi, trước đó vị tiền bối kia nói, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi không thể. Kiếm bạch tử mở miệng, hắc ma tử ba người, đồng dạng bộ dáng như lâm đại địch. Cổ phong khóe miệng cười lạnh hiện lên, ta vẻn vẹn đáp ứng, không giết các ngươi mà thôi. chương 2890, phong ấn bốn tay. Kiếm bạch tử bốn người, lập tức tập thể đầu ông một tiếng, trong lòng đều là có loại dự cảm bất tường. Cánh tay, cổ phong đem ánh mắt rơi vào không huyền tử vai phải trên đầu, trong lòng nghĩ tới điều gì. Vừa mới, không huyền tử cánh tay, bị cổ phong chặt đứt. Đồng thời, Cổ Phong từ kim sắc dị lực cùng nghịch tri ý cảnh dung hợp ở miệng vết thương kia, đến mức để không huyền tử cánh tay không cách nào sinh trưởng. Cổ Phong vung tay lên, lập tức một đoạn cánh tay từ nơi xa bay tới. Cánh tay này chính là không huyền tử bị chém đứt cánh tay, trước đó bị Cổ Phong trực tiếp một đòn phá hủy, hóa thành huyết vụ, bất quá không huyền tử đã là thần đạo tu giả, thân thể từng cái bộ phận, sụp đổ cũng có thể khép lại, cái này hóa thành huyết vụ cánh tay, lại là một lần nữa hội tụ. Đón lấy cổ phong trong tay đánh ra từng đạo từng đạo lạc ấn, đem này cánh tay phong ấn lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không huyền tử ánh mắt biến hóa lên, cổ phong đạm ngữ, không có gì, người ở các người Phật môn nên tính là cái nhân vật A, lưu ngươi một cánh tay, làm tưởng niệm, ngày khác ta tất tới cửa đánh với ngươi một trận, ngươi nếu thắng ta, này cánh tay liền trả lại cho ngươi. Ngươi, nhục nhã, mười phần nhục nhã, không huyền tử đã phát hiện, bản thân đầu vai bên trong, cái này từ kim sắc dị lực quỷ dị, nếu như cánh tay của mình vĩnh viễn không cách nào mọc ra trở về bị hạng gì chế giễu mà có một ngày cổ phong cầm cánh tay của mình tới cửa một trận chiến cổ phong không muốn lưu lại mấy người hồn huyết như thế nắm được mấy người sinh tử liền không thấy giá trị diệp lạc trần mà nói không phải không có lý chân chính dựa vào thực lực bản thân đánh bại mấy người mới có thể chân chính ở thế giới kia đứng vững gót chân nhưng cổ phong có thể lưu lại vài thứ xem như tưởng niệm kiếm bạch tử ba người nhìn thấy cảnh này lập tức ánh mắt đột biến phốc 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 bọn họ không có đoán sai cổ phong liên tục ba kiếm rơi xuống kiếm bạch tử ba người cánh tay phải cũng toàn bộ bị chém xuống ba người kêu thảm nhưng đã không dám nhiều lời trước đó được kêu là diệp lạc trần người thần bí phong ấn lỗ đen bây giờ bọn họ đã không cách nào liên lạc với tông môn bây giờ sinh tử hoàn toàn bóp ở trong tay cổ phong nếu như đối phương thực phát cuồng bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ cổ phong trước mặt nổi lơ lửng tứ chi bị phong ấn cánh tay không khỏi tự nói không sai giờ khắc này cổ phong ánh mắt hơi hơi biến hóa mấy người kia thực lực chân chính cũng là thần linh cảnh thất trọng thần linh cảnh tu giả nhục thân sụp đổ hóa thành huyết phụ đều có thể tự hành ngưng tụ cái này bốn đầu cánh tay vẻn vẹn coi như tưởng niệm giống như có chút quá mức lãng phí nếu như luyện chế thành bốn kiện bảo vật trong lúc nhất thời cổ phong đáy mắt phát sáng lên kiếm bạch tử bốn người nhìn thấy cổ phong nhìn bọn hắn chằm chằm cột tay con mắt tỏa sáng một màn càng là tê cả da đầu lên. Không nghĩ nhiều nữa, cổ phong đem cái này bốn cánh tay, thu nhập trong túi càn khôn, ngay sau đó nhìn về phía bốn người, ánh mắt lại là suy tư. Bốn người này, tại phiến tinh không này, làm nhiều việc ác, mặc dù mình bây giờ không giết bọn họ, nhưng một cánh tay, hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn. Các người bốn người, đem tu vi thiêu đốt, hóa thành tiên khí, tẩm bổ tinh không. Cổ phong vung tay lên, đem áp chế ở bốn người trên thân tuế nguyệt ý cảnh tiêu tán, mở miệng. Cái gì? Kiếm Bạch Tử mấy người vốn cho rằng tất cả đã kết thúc, nghe đến lời này, kém chút ngất đi. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, tuy nhiên ta hướng Diệp Lạc Trần tiền bối bảo đảm qua, không giết các ngươi, nhưng ta không để ý, cầm các ngươi hồn huyết, chặt đứt tứ chi của các ngươi toàn bộ phong ấn, sau đó. Nghe được Cổ Phong lời này, bốn người dọa đến lập tức một cái giật mình. Đón lấy, căn bản không cần Cổ Phong nhiều lời, không có nửa phần do dự, lập tức tu vi lực lượng, chính là bắt đầu cháy rừng rực bọn họ là thần cảnh tu giả bọn họ lực lượng nếu là hóa thành tiên khí có thể biến hóa vô số trong lúc nhất thời bốn người giống như bốn cái to lớn tiên khí tuyển nhãn đồng dạng điên cuồng mà hướng về bốn phương tám hướng dâng lên tiên khí trong nháy mắt toàn bộ tinh không giới thiên địa tiên khí chính là cực tốc nồng nặc trong lúc nhất thời không ít nhận đại chiến tác động đến hóa thành đất khô cằn tinh thần cũng là khoảng cách hồi phục lên trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian sau bốn người đều là sắc mặt trắng bạch, lại cũng không có nửa phần khí lực. Bọn họ đã bị hút khô, cổ phong dẫn theo bốn người, đi tới bị phong ấn lỗ đen chỗ, nhàn nhạt một câu tiểu bạch tử, tiểu huyền tử, tiểu hàm tử, tiểu ma tử, hữu duyên gặp lại. Lời nói rơi xuống, cổ phong đem bốn người này, hướng về cái kia bị phong ấn lỗ đen chỗ, trực tiếp phung đi. Mặc dù Diệp Lạc Trần phong ấn lỗ đen, ngoại giới tu giả, không cách nào tiến vào. Nhưng kiếm bạch tử mấy người, phản hồi thế giới của mình, lại không bị ảnh hưởng, lại bọn họ vốn là thần cảnh tu giả cũng không cần độ kiếp kiếm bạch tử mấy người giống như rác rời một dạng bị văng ra ngoài cổ phong lần sau gặp lại ta nhất định tính mệnh của ngươi cổ phong hôm nay khuất nhục ta tất gấp trăm lần hoàn trả cổ phong ta muốn chặt đứt tứ chi của ngươi mấy người đang gần sát lỗ đen giáp xanh thời điểm tập thể nhìn về phía cổ phong nổi điên giống to sau một khắc thân thể của bọn hắn chính là xuyên việt lỗ đen rời đi tinh không cổ phong trên mặt lại là không có chút nào để ý bởi vì cổ phong có thể nghĩ đến bản thân tiến vào thế giới kia sẽ là khó khăn bực nào nhiều mấy tên địch nhân này không tính là gì cũng ở giờ phút này bên trên bầu trời cái kia thanh sắc cự nhãn hắc sắc cự nhãn bạch sắc cự nhãn cùng kim sắc cự nhãn cùng nhau hướng về lỗ đen bay đi bọn họ trước đó không biết cái này lỗ đen có thể ra không thể nhập cho là mình không ra được nhưng nhìn thấy kiếm bạch tử mấy người xuyên việt lỗ đen rời đi bọn họ động tâm tư mặc dù bọn họ là tứ giai giới linh nắm trong tay tứ giai quy tắc nhưng nơi này không phải bọn họ sân nhà bọn họ không phải cổ phong đối thủ ta để cho các ngươi rời đi sao cổ phong lạnh giọng một câu ngay sau đó bấm tay một điểm lập tức tinh không giới quy tắc giáng lâm đồng thời kèm theo tuế nguyệt ý cảnh một lần này bốn đại giới linh toàn bộ bị định trụ bọn họ ở trong tinh không này nhận quy tắc hạn chế tu vi bất quá có thể so với thần linh cảnh nhất trọng ngươi ngươi muốn làm gì ngươi đều thả đi kiếm bạch tử bốn người chúng ta thanh sắc cự nhãn lập tức mở miệng mặt khác ba cái giới linh cũng là hoảng sợ nhìn về phía cổ phong thả bọn họ là bởi vì bọn hắn là thiên kiêu ngày sau ta muốn giết bọn hắn dương danh mà mấy người các ngươi bất quá là giới linh ta không cần muốn giết các ngươi dương danh các ngươi liền ngoan ngoãn cho ta lưu lại nơi này a à. cổ phong lạnh giọng một câu ngay sau đó mở miệng tinh không chi linh. Lời vừa nói ra, tinh không tu giả cái kia phòng ngự đại trận bên trong, một khỏa cự nhãn phi ra. Cái này cự nhãn, chính là tinh không giới linh. Cự nhãn nhìn về phía cổ phong, ánh mắt biến hóa, bây giờ cổ phong đã mạnh đến nhường hắn sợ hãi cấp độ, lại đối phương nắm giữ quy tắc so với chính mình còn nhiều. Chính mình lúc trước lại nghĩ tới muốn giết cổ phong, hắn thực sợ cổ phong vừa phát cuồng, đem mình chảm. Đại nhân, tinh không chi linh, lập tức ngoan ngoãn mở miệng. Cổ phong nhìn xem tinh không chi linh dáng vẻ có chút buồn cười. Lúc trước, đối phương ở trong mắt chính mình, là thần bí khó lường lão tạc thiên, giết chết bản thân dễ như trở bàn tay, bây giờ ở trước mặt mình, nhưng lại như là cùng nô bộc một dạng. chương 2891 kết thúc, đã từng sự tình, đều đã qua, niệm tình ngươi ở đây trong chiến đấu lập xuống đại công, người ta ân oán xóa bỏ. Cổ phong đạm ngữ, đa tạ đại nhân, tinh không chi linh nghe đến lời này, như đối mặt đại xá, lập tức mở miệng, bốn cái này giới linh người có thể thôn vệ luyện hóa sao cổ phong nhìn về phía tinh không chi linh mở miệng bốn đại giới linh nghe đến lời này đầu ông một tiếng bọn họ là giới linh trước đó tại chính mình thứ nguyên giới cũng là vô thượng tồn tại bọn họ không cách nào tưởng tượng bản thân muốn ở chỗ này bị thôn phệ cái này đại nhân ngài muốn đem bốn cái này giới linh ban thưởng cho ta sao tinh không chi linh kích động hắn vốn là tam giai giới linh nếu như đem bốn cái này tứ giai giới linh thôn vệ luyện hóa cấp bậc của nó có thể đạt tới ngũ giai cũng khó nói. Bốn cái này đồ vật, ta giữ lại hữu dụng." Cổ Phong không khỏi mở miệng, nghe thấy Cổ Phong lên tiếng như vậy, không đợi Tinh Không Chi Linh nói chuyện, cái kia thanh sắc cửa nhãn chính là nói ra, "Đại nhân, tiểu nhân nguyện ý thần phục với ngài, ngài đem tiểu nhân giữ ở bên người, về sau có thể luyện hóa thứ nguyên giới, để tiểu nhân xem như trong đó giới linh, đến lúc đó, tại giới này bên trong, ngài chính là chúa tể." Cổ Phong nghe thấy, lập tức minh bạch như vậy cũng tốt tựa như bản thân sơn môn không gian là một cái đạo lý nhưng chân chính trên ý nghĩa thứ nguyên giới là nhất định phải có giới linh hiển nhiên trước kia tinh không những cái được gọi là thứ nguyên giới căn bản không tính chân chính làm thứ nguyên giới bất quá xem như mở ra một cái không gian mà thôi không tính là giới đại nhân tiểu nhân cũng nguyện ý thần phục tiểu nhân cam tâm thần phục đại nhân lấy tiểu nhân dung nhập không gian có thể luyện hóa phật hệ thứ nguyên giới đại nhân lấy tiểu nhân dung nhập không gian có thể luyện hóa đạo hệ thứ nguyên giới. Mặt khác ba cái giới linh, cũng là nhao nhao mở miệng. Bọn họ sớm đã buông xuống bản thân đã từng khoan dung, bây giờ vì mạng sống là cái gì đều được a à? Đại nhân, lưu bọn hắn lại, đối với ngài thật có đại dụng. Mặc dù tinh không chi linh, rất muốn thôn vệ bốn cái này giới linh, nhưng giờ phút này, hắn không dám ở trước mặt cổ phong khoe khoang, chân thành mở miệng. Ta không cần, cổ phong đạm ngữ, ngay sau đó mở miệng, ngày khác ta nếu muốn mở ra thứ nguyên giới, có giới linh, bọn họ, người có thể thôn phệ. Đa tả đại nhân, tinh không chi linh nghe xong, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Ngay sau đó, cái kia một khỏa trên ánh mắt, lập tức sinh ra một tấm to lớn miệng, bỗng nhiên vừa nuốt. Không, bốn cái giới linh, bị cổ phong giam cầm bên trong, thân thể căn bản là không có cách di động mảy may, trực tiếp như vậy gào thét bên trong, bị tinh không chi linh nuốt vào. Cổ phong nhìn về phía tinh không chi linh mở miệng, ta lại cho ngươi một đạo tạo hóa. Vừa nói, cổ phong vung tay lên, lập tức, tiên đế lệnh phi ra, tiên đế lệnh bay ra đồng thời, trực tiếp vỡ nát. Vỡ nát phía dưới, hắn biến thành một đạo quy tắc, trực tiếp chui vào tinh không chi linh thể nổi. Đại nhân, tinh không chi linh trong mắt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Từ xưa đến nay, tinh không giới bên trong, đều có một cái tiên đế, tiên đế nắm trong tay tiên kiếp quy tắc, đến mức, giới linh không cách nào một tay che trời, cái này tiên kiếp quy tắc, giới linh không cách nào khống chế. Mà bây giờ, cổ phong đem thiên kiếp quy tắc cũng cho tinh không chi linh nó liền có thể khống chế nơi này tất cả quy tắc ta giúp ngươi quy tắc viên mãn giúp ngươi thôn vệ giới linh tăng lên thực lực bản thân ngươi cần làm chính là một mực giữ vững tinh không giới không cho ngoại địch xâm lấn không cho nội loạn phát sinh không lâu sau đó ta sẽ rời đi tinh không sẽ không còn có tiên đế ngày khác ta lúc trở về ta nếu phát hiện ngươi không có làm tốt một giới này linh ta liền chảm ngươi cổ phong nhìn về phía tinh không chi linh mở miệng Tiểu nhân tất nhiên không phụ đại nhân kỳ vọng cao, Tinh Không Chi Linh lập tức mở miệng, Cổ Phong cho hắn tạo hóa quá lớn, hắn cũng minh bạch, Cổ Phong nhân vật như vậy, tương lai không thể tưởng tượng, hắn tự nhiên phải thật tốt thủ hộ Tinh Không giới. Ngay sau đó, Tinh Không Chi Linh trực tiếp trốn vào hư không bên trong, bắt đầu ngủ say luyện hóa bốn đại giới linh. Giờ phút này, Tinh Không còn có hơn ước hàng Lâm Giả đại quân. Đại nhân tha mạng a, đại nhân tha mạng, trong lúc nhất thời cái này hơn ước hàng lâm giả đại quân, cùng nhau hướng về cổ phong lễ bái mở miệng. Bọn họ là thực sợ, kiếm bạch tứ người, đều như vậy bi thảm rời đi, giới linh đều muốn bị chém giết luyện hóa, bọn họ lại có gì sức chống cự. Tha mạng, hôm nay nếu bại chính là ta tinh không giới, các ngươi sẽ vòng qua một người sao. Cổ phong lãnh ngữ, ngay sau đó nhìn về phía tinh không giới mấy ngàn vạn tu giả mở miệng, đem trong cơ thể của bọn họ tu vi toàn bộ rút ra, hóa thành tiên khí, tẩm bổ tinh không. Là, phong đế, mấy ngàn vạn tinh không tu giả cơ hồ cùng kêu lên giống to tuế nguyệt cổ phong mở miệng tuế nguyệt ý cảnh trực tiếp triển khai trước đó qua diệp lạc trần chỉ điểm mặc dù cổ phong tuế nguyệt ý cảnh còn không có chân chính đạt tới đạo giai nhưng cũng là khoảng cách không xa bây giờ tuế nguyệt ý cảnh truyền bá tán trực tiếp đem cái kia hơn ức hàng lâm giả toàn bộ áp chế trận chiến này tinh không tu giả tử thương đã không ít cổ phong không muốn bọn họ lại có thương vong tất cả hàng lâm giả toàn bộ bị định trụ Đối với tinh không tu giả mà nói, cần làm chính là đi đến mặt của bọn họ, ở ngay trước mặt bọn họ đem trong cơ thể của bọn họ tu vi rút ra, đơn giản cực kỳ. Đồng thời, Cổ Phong vung tay lên, những cái kia kiếm nô, khổ hạnh tăng, sao thư giả, chủng ma nhân cùng cuối cùng từ lỗ đen chỗ sâu, bị Diệp Lạc Trần chém giết rơi xuống thi thể, toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực. Bọn họ mặc dù chết rồi, tu vi tán đi, nhưng huyết nhục cũng là cường đại dị thường, giờ phút này thiêu đốt phía dưới cũng là hóa thành tiên khí, tẩm bổ tinh không. Đón lấy, cổ phong thân ảnh lóe lên, đi tới cổ hàn bên người, mở miệng cổ hàn. Cổ phong, không cần nhục nhã ta, giết ta đi. Cổ hàn nhìn về phía cổ phong mở miệng, cổ hàn, ta thiếu ngươi mấy đời. Cổ phong mở miệng, 9 đời, dòng dã 9 đời, mỗi một đời, người đều thua thiệt ta. Cổ phong, người thiếu nợ ta, vĩnh viễn trả không sạch. Cổ hàn nhìn về phía cổ phong, gào thét, hiện tại, còn lại 8 đời. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, cổ Hàn trên người giam cầm, chính là cởi ra. "Ngươi," cổ Hàn ánh mắt biến hóa, "Hôm nay ngươi tới giết ta, ta thả ngươi, trả ngươi một lần, sau này, ngươi như cũng có thể tới ám sát ta, ngươi thất bại, ta sẽ không giết ngươi, ta thiếu ngươi, cũng sẽ giảm bớt một lần." Cổ Phong nhìn về phía cổ Hàn mở miệng, hắn biết rõ, cổ Hàn sẽ không tiếp nhận bản thân bất luận cái gì ấy náy, mà ngôn ngữ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. "Đổi bất luận kẻ nào, tới giết Cổ Phong." cũng là sinh tử đại thù, cổ phong nếu là có thể tất nhiên sẽ chém giết đối phương. Ngày hôm nay bản thân không giết hắn, đã là trả lại hắn. Tốt, cổ phong, người sẽ không mỗi lần đều may mắn như vậy, người còn không có chân chính bước vào thần cảnh, tiến vào thần giới, ta tất nhiên sẽ tự tay chảm ngươi. Cổ hàn mở miệng, lời nói tầm đó, một đôi kia cánh chim màu đỏ ngòm, bỗng nhiên vỗ, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào lỗ đen bên trong. Hắn vốn là thần linh cảnh cường giả, không có bất kỳ cái gì trở ngại, hắn xuyên việt lỗ đen, rời đi tinh không giới. Cổ Phong nhìn xem, hết thảy trước mắt, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Kết thúc, tất cả đều kết thúc. Chương 2892, Âm Dương Song Ngư Ngọc. Tinh không giới khôi phục bình tĩnh, bây giờ tiên khí so với trước kia, càng là nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Cái này dĩ nhiên, cũng là những cái kia hàng lâm giả công lao. Vạn vật khôi phục, hủy hoại quê hương trùng kiến, tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Sơn môn không gian, tiểu ngốc tỷ tỷ, người truy ta à? Đại nghiêu thúc thúc, cùng ta cùng nhau chơi đùa. Hỏa tàn ca ca, nhanh phun lửa a. À. Cổ tiểu tuyền lanh lợi, mặc dù vừa ra đời, vốn lấy thiên phú của nàng, đã viễn siêu bình thường hài nhi, nàng đang cùng đế tông đám người cùng một chỗ chơi đùa. Hiển nhiên, đế tông đám người, minh bạch cổ nhu tình rời đi, cổ tiểu tuyền tất nhiên trong lòng 10 điểm bi thương, cho nên mọi người đang cố ý để cổ tiểu tuyền khai tâm. Sơn môn không gian ở trung tâm, có một ngôi lầu cát đây là cổ phong chỗ ở giờ phút này lầu cát bên trong cổ phong nhìn trước mắt âm bà tử mở miệng âm ngọc người có bằng lòng hay không âm ngư ngọc cùng dương ngư ngọc xung hợp nguyện ý âm bà tử trực tiếp gật đầu nàng và lão ngư đã gương vỡ lại lành lại cổ nhu tình bị bắt âm bà tử lo âu trong lòng cùng cổ phong là giống nhau nàng tự nhiên muốn theo cổ phong ngày sau cùng đi cứu cổ nhu tình ngọc nhi chúng ta sau này cũng không phân biệt lão ngư bắt được âm bà tử tay mở miệng Âm bà tử bây giờ đã biến thành trẻ tuổi bộ dáng, sắc mặt đỏ lên, gật đầu một cái. Dung, cổ phong vung tay lên, lập tức, dương ngư ngọc cùng âm ngư ngọc chính là ở bên trên bầu trời, hội tụ đến cùng một chỗ. Ông, hai khối ngọc bội hội tụ vào một chỗ trong nháy mắt, chính là ông vang lên, ngay sau đó một cỗ khí thức mạnh mẽ tản mạn ra. Cỗ khí thức này, đã đạt đến tiên cấp bảo vật cực hạn. Một khối hình tròn ngọc bội xuất hiện ở cổ phong trước mặt, ngọc bội phía trên, khắc dấu lấy một kim, một bụi hai đầu cá. Ta nếu ngày sau thành công độ kiếp, ngọc bội này sợ rằng sẽ lần nữa thuê biến. Cổ phong không khỏi nói ra, ngay sau đó nhìn về phía lão ngư cùng âm bà tử mở miệng, từ hôm nay, hai người các ngươi cùng một chỗ xem như âm dương song ngư ngọc khí linh. Là, chủ nhân, lão ngư cùng âm bà tử gật đầu, đón lấy, cổ phong vung tay lên, lập tức, âm dương song ngư ngọc bên trong, 18 cái yêu linh phi ra. Chính là cửu âm chi linh, cùng cửu dương chi linh. Cửu dương chi linh, Cổ phong tự nhiên hiểu, năm đó cổ phong tiến vào song ngư tiên vực di chỉ, biết được năm đó song ngư tiên tôn là bực nào chính trực cùng chấp nhất người, đánh động cửu dương chi linh, thu sạch vào bộ hạ. Mà mấy ngày nay đến, cổ phong đối với cửu âm chi linh cũng có biết, cái này cửu âm chi linh, từng cái, cũng là bị song ngư tiên tôn lấy cực kỳ âm tổn thủ đoạn cưỡng ép thu nhập bộ hạ. Có thể nói, trong mắt bọn hắn song ngư tiên tôn cùng cửu dương chi linh trong mắt, hoàn toàn không giống. Đối với cái này, cổ phong cũng làm phân tích, năm đó sau ngư tiên tôn, bản thân hẳn là có lưỡng loại nhân cách. Cùng thủy tịch giao yêu nhau cùng thu thập cửu dương chi linh lúc, cũng là hắn chính trực nhân cách, mà đối xử cửu âm chi linh, cùng năm đó ở tiên vực đại chiến cuối cùng làm ra rất nhiều sự tình, cũng đều là hắn tạ ác nhân cách chủ đạo. Về sau, theo thời gian trôi qua, hiển nhiên song ngư tiên tôn tạ ác nhân cách càng ngày càng cường thế, cuối cùng đem chính trực nhân cách triệt để thôn phệ. Như thế, hắn quên đi thủy tịch giao, nhiều lần trong bóng tối phải chiếm đoạt cổ phong, cùng về sau xuất hiện ở tinh không đại chiến. Giờ phút này, cổ phong nhìn về phía cửu dương chi linh cùng cửu âm chi linh mở miệng, ta tu hành một đoạn thời gian, rời đi tinh không giới, lúc độ kiếp, mạo hiểm vạn phần, sở cử tử nhất sinh, hiện tại song ngư tiên tôn đã chết, các ngươi cũng tự do. Đại nhân, đây là thật sao? Đại nhân, chúng ta thực tự do sao? Cửu âm chi linh, trong mắt cùng tràn đầy không thể tin, nhìn về phía cổ phong. Năm đó, bọn họ bị song ngư tiên tôn tà ác nhân cách, lấy ti tiện thủ đoạn chấn áp tại âm ngư ngọc bên trong, bọn họ nhận hết cực khổ, không biết bao nhiêu lần nghĩ thoát ly, không nghĩ tới hôm nay thực có cơ hội. Là, cổ phong vung tay lên, trực tiếp đem cửu âm chi linh trên người cùng âm ngư ngọc lạc ấn hóa giải, chặt đứt với nhau liên hệ. Đa tạ đại nhân, cửu âm chi linh cơ hồ cùng kêu lên một câu, đại nhân, chúng ta nguyện ý đi theo ngài, chúng ta nguyện ý đi theo, cửu dương chi linh, thì là toàn bộ nhìn về phía cổ phong, nhao nhao mở miệng. Bọn họ kiến thức cổ phong lợi hại, lại cổ phong làm người cũng làm cho bọn họ tin phục, như thế bọn họ không bỏ được rời đi. Cổ phong gặp vậy, mở miệng các người thuộc về tinh không giới, nếu là kính ta, liền giúp ta, hảo hảo thủ hộ giới này. Cửu dương chi linh, cũng minh bạch cổ phong ý tứ, độ kiếp phi thăng, cổ phong đều không hoàn toàn chắc chắn, bọn họ nếu là đi theo, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ, cuối cùng bọn họ trầm mặc không nói. Đi thôi, cổ phong mở miệng, đi ra lầu các, vung tay lên, đem sơn môn không gian, mở ra một cái cửa ra. Cửu âm chi linh cùng cửu dương chi linh, hướng về phía cổ phong ôm quyền. Ngay sau đó, tập thể rời đi, bái kiến đại nhân, giờ phút này, hỏa tàn, đại nghiêu, triệu nô, bạch tiểu ngốc, cùng đế tông mọi người thấy cổ phong đi ra, cùng nhau cúi đầu. Ba ba, cổ tiểu tuyền chạy tới, nhào vào cổ phong trong ngực. Ngoan, cổ phong mỉm cười, hắn nhìn ra được, nữ nhi nụ cười phía dưới, đáy lòng bởi vì mất đi mẫu thân bi thương, chỉ là nàng rất hiểu chuyện nàng không nói ra là sợ bản thân lo lắng ngay sau đó cổ phong nhìn về phía đám người mở miệng các ngươi tạm thời rời đi thôi đại nhân nghe được cổ phong lời này tất cả mọi người cũng là chấn động ta sẽ bế quan bế quan về sau liền muốn độ kiếp kiếp nạn này không phải là các ngươi có thể tiếp nhận các ngươi ở lại bên cạnh ta tương đương chịu chết cổ phong nhìn về phía đám người mở miệng hắn rất muốn mang lấy mọi người nhưng đầu tiên cái kia đến từ một cái thế giới khác thiên kiếp, không phải những người này có thể tiếp nhận, còn nữa, dù cho Cổ Phong mang theo bọn họ tiến vào một cái thế giới khác, lấy bọn hắn tu vi, cũng vô pháp ở thế giới kia đặt chân. "Lão gia." Triệu Nô cùng Cổ Phong quen biết lâu nhất, giờ phút này không khỏi mở miệng. "Triệu Nô, từ hôm nay, ta phong ngươi làm Đế Tông Phó Tông chủ, Đế Tông liền giao cho ngươi." Cổ Phong nhìn về phía Triệu Nô mở miệng, "Triệu Nô do dự, lão gia, ta không cần từ chối, ta tin ngươi." cổ phong mở miệng ngay sau đó nhìn về phía tất cả mọi người ta đi rồi đế tông cũng sẽ không tán mọi người trong lòng sầu não nhưng đều không có nói thêm nữa ngay sau đó ai đi đường nấy rời đi sơn môn không gian bọn họ mặc dù không muốn nhưng đều hiểu cổ phong có nhất định phải rời đi tinh không lý do bọn họ không nên ngăn cản cũng ngăn cản không được đón lấy cổ phong mở miệng vào đi sơn môn không gian mở ra lập tức đi vào một người người này chính là chu lăng Cổ phong nhìn về phía Chu Lăng, mở miệng, Chu Lăng, đem người biết, liên quan tới ta tất cả, nói hết ra a. À. Bây giờ cổ phong đã triệt để nắm giữ tinh không giới quy tắc, lại tinh không chi linh, cũng là người một nhà. Tăng thêm lỗ đen bị Diệp Lạc Trần phong ấn, cùng ngoại giới hoàn toàn cách cục, Chu Lăng cũng không sợ nói ra một ít chuyện, bị người phát hiện. Chu Lăng thở sâu một hơi, mở miệng, là, đại nhân. chương 2893, thần tọa bí văn. Đón lấy, Chu Lăng bắt đầu kể lại lên, Liên quan tới cổ phong kiếp trước truyền thuyết. Đại nhân, chúng ta nguyên bản thế giới đang ở, tên là thần giới, như tinh không giới như vậy giao diện, cũng là thần giới bên trong, những cái kia đại năng mở ra thứ nguyên giới, như thế thứ nguyên giới, nhiều vô số kể, có thể nói, thần giới là thế gian tất cả khởi nguyên chi địa, là chân chính hạch tâm thế giới. Chu Lăng chậm rãi mở miệng, "Thần giới, cổ phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, thần giới bên trong có một mảnh đại lục, này đại lục tên là Chân Thần Đại Lục." Thần giới hơn 9 thành tu giả đều ở trên chân thần đại lục tu hành, chân thần đại lục vô biên vô hạn, không có cuối cùng, ở thần giới thực chỉ có thiên địa phân chia. Chu Lăng nói ra, vô biên vô tận đại lục, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hiển nhiên thần giới cùng như tinh không như vậy cấp thấp thứ nguyên giới, hoàn toàn khác biệt. Như tinh không giới, căn bản không có cái gì chân chính đại lục, tất cả mọi người là ở tinh thần bên trên tu hành. Nghĩ tới đây, Cổ Phong không khỏi hỏi, thần giới liền không có tinh thần sao? vốn là không có về sau chậm rãi có chu lăng mở miệng đây là ý gì cổ phong nghi hoặc thần cảnh tu giả tu hành cần hấp thu huyền khí hấp thu huyền khí đến thể nội qua luyện hóa hóa thành thần lực như những cái kia hàng lâm giả thi triển cũng là thần lực bất quá bọn hắn sở tu thuộc loại khác biệt như thế thần lực nhan sắc khác nhau chu lăng giải thích nói cổ phong giờ mới hiểu được trước đó bản thân lý giải cái kia cái gọi là dị lực chính là thần lực Chu Lăng tiếp tục nói, thần giới bầu trời bên trong là không có huyền khí, nguyên bản huyền khí chỉ chất chứa tại chân thần đại lục phía dưới rất nhiều huyền mạch bên trong. Bất quá về sau, thần giới bên trong tranh đấu không ngừng, những cái kia người chiến bại bên trong cường giả đều bị trấn áp tại thần thạch bên trong, tiếp theo bị đầu nhập bầu trời, bọn họ liền hóa thành tinh thần. Ngươi là nói, thần giới bên trong, cái kia cái gọi là Tam Dương Ngũ Nguyệt, cùng rất nhiều tinh thần, trên thực tế cũng là thần giới đã từng chiến bại sinh linh. Cổ Phong kinh ngạc mở miệng, việc này thật sự ly kỳ. Không sai, trừ bỏ ở lâu đời tuế nguyệt bên trong người chiến bại, còn có một số tông môn phạm phải sai lầm lớn người, cũng sẽ bị trừng phạt chấn áp, hóa thành tinh thần. Chu Lăng mở miệng, thần giới có một đạo vô hình quy tắc, cách xa mặt đất một vạn trượng bên trong bầu trời, không có gì đặc biệt, nhưng vạn trượng bên ngoài, mặc kệ người mạnh bao nhiêu tu vi, rời đi chân thần đại lục vượt qua một vạn trượng, thân thể ở trên bầu trời, đều sẽ tự chủ thiêu đốt thể nội thần lực. Ý của ngươi là, những cái này bị trừng phạt người, hóa thành tinh thần, đều ở vạn trượng bên ngoài cao không, trong cơ thể của bọn họ thần lực chính là sẽ hàng năm thiêu đốt, thiêu đốt phía dưới, hóa thành huyền khí. Cổ phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, không sai, xem như đối bọn hắn trừng phạt, dáng trước bọn họ làm tinh thần, thăng tại vạn trượng bên ngoài không chung, để bọn hắn quanh năm thiêu đốt bản thân thần lực, hóa thành huyền khí, mà nếu như bọn hắn không tu hành, thần lực trong cơ thể bị rút khô, tự thân thọ nguyên liền sẽ bị rút lấy, vì sống sót, Bọn họ chỉ có thể không ngừng tu hành, không ngừng tu luyện ra thần lực, như thế, không ngừng thiêu đốt, cũng chính là bởi vì bọn hắn tồn tại, thần giới trên bầu trời, mới có huyền khí tồn tại. Chu Lăng mở miệng nói ra, nếu như bọn hắn thần lực đã tiêu hao hết, lại hấp thu ngoại giới huyền khí, tu luyện thành thần lực, cái kia huyền khí há không phải sẽ không tăng nhiều. Cổ phong nghi hoặc tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, không cần hấp thu huyền khí, cũng có thể tu luyện ra thần lực, lại bọn họ bị chân áp ở thần thạch bên trong căn bản là không có cách hấp thu ngoại giới huyền khí, như thế, bọn họ chỉ có thể không ngừng đơn hướng chuyển vận. Chu Lăng giải thích nói, cổ phong rung động trong lòng tới cực điểm, hiển nhiên, những cái này bị chấn áp người, từng cái, chỉ sợ đều không phải là kẻ yếu, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể biến thành huyền khí người sản xuất, cung cấp đám người tu hành sử dụng. Cổ phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Chu Lăng mở miệng, chẳng lẽ, thập nhị tiên tòa, chính là 12 cái bị giáng tội hóa thành tinh thần sinh linh. Không sai, trên thực tế, phải gọi 12 thần tọa 12 khỏa tinh thần bên trong trấn áp sinh linh Đã từng tham dự một trận thời kỳ viễn cổ chiến dịch Chiến bại về sau, bọn họ liền đều bị trấn áp tại thần thạch bên trong Biến thành 12 viên tinh thần, đại nhân Người năm đó cùng 12 thần tọa giao hảo Chu Lăng mở miệng nói ra Là ta, hại bọn họ sao Cổ phong không khỏi ánh mắt hơi hơi ảm đạm Căn cứ Chu Lăng nói tới Năm đó bản thân bị gian nhân làm hại Có thể là bản thân liên lụy 12 thần tọa Bọn họ bản thân cũng có cầu ra, nguyên nhân cụ thể thuộc hạ cũng nói không rõ, bất quá, 12 thần tỏa bọn họ sẽ không độc, bởi vì 12 thần tỏa bị trấn áp, không có uy hiếp, lại bọn họ còn đang không ngừng thiêu đốt thần lực, vì thần giới cung cấp tiên khí, chính xác mà nói, bị giáng trước đến tội giới, là 12 thần tỏa hậu duệ. Chu Lăng mở miệng, ngay sau đó giải thích nói, những ngôi sao này bên trong trấn áp cường giả, đều có hậu thế, những này từ tôn đời sau bên trong, có một bộ phận, có thể rời đi tinh thần, Đi tới chân thần Đại Lục tu hành, bất quá bọn hắn trên người đều có tội ấn, bọn họ có một cái cách gọi, vì tội thần, tội thần địa vị cực thấp. Bọn họ là làm sao bị giáng chức? Cổ Phong hỏi, đại nhân năm đó xảy ra chuyện về sau, ta liền rời đi thần giới, một chút tin tức ta cũng là từ những người khác nơi đó nghe nói, cái này 12 thần tọa 12 cái tiểu bối, bị người hãm hại, giết lầm một người, người này là Thiên Khư Y thần tôn nữ, Kỳ danh Nguyên Linh, Nguyên Linh bản thân là một cái thầy thuốc, chăm sóc người bị thương trợ giúp qua vô số người, nàng chết về sau, 12 thần tỏa cái này 12 cái tiểu bối, lập tức gây nhiều người tức giận. Chu Lăng mở miệng, chậm rãi nói ra, 12 cái tiểu bối, về sau chính là bị hủy diệt nhục thân, lại ở nguyên thần phía trên, lưu lại đốt hồn lạc ấn, về sau 12 loại này nguyên thần phân biệt bị đánh vào 12 kiện tiên bảo bên trong, về sau dáng trước vào một cái thứ nguyên giới, cái này thứ nguyên giới chính là tội giới. 12 người này, đều chỉ có nguyên thần bị phong ấn ở tiên bảo bên trong, cái kia. Cổ Phong mở miệng, không khỏi nghĩ đến cái gì, 12 kiện tiên bảo tiến vào tinh không về sau, tự nhiên sẽ bị người nhặt được, sau đó, có nguyên thần tiếp tục lưu lại tiên bảo bên trong, xem như khí linh, mà có nguyên thần thì là đoạt xá nhặt được tiên bảo tu giả, lấy tinh không tu giả thân phận sống sót. Đây cũng là vì sao, cái này 12 kiện tiên bảo, có kiện có khí linh, mà có kiện không có khí linh. Chu Lăng mở miệng, ngươi là nói, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, vung tay lên, lập tức Dương ngư ngọc bên trong, lão ngư cùng âm bà tử, chính là phi gia. Không sai, chính xác mà nói, năm đó 12 thần tỏa, có 13 cái tiểu bối bị giáng trước xuống tội giới, trong đó song ngư thần tỏa có hai người, chính là bọn họ hai cái. Mà hai người bọn họ, hiển nhiên lựa chọn xem như khí linh, một ngược ở song ngư ngọc bên trong. Chu lăng mở miệng, lão ngư cùng âm bà tử, vẻ mặt mờ mịt, vì trong trí nhớ của bọn hắn, căn bản không có những cái này, bọn họ căn bản cũng không biết, mình là 12 thần tọa tử tôn. Trí nhớ này phong ấn, làm sao mở ra? Cổ phong không khỏi hỏi. Chu Lăng mở miệng, rất đơn giản, bọn họ tu hành lần nữa tiến vào thần cảnh về sau, phong ấn liền có thể tự hành mở ra. chương 2894, kiếp trước câu chuyện. Cổ phong nghe thấy gật đầu một cái, lão ngư cùng âm bà tử cũng là song ngư thần tọa hậu duệ bản thân ngày sau tiến vào thần giới, tất nhiên còn sẽ có gặp nhau, bọn họ có thể khôi phục ký ức, đương nhiên là tốt. Lão ngư cùng âm bà tử, giờ khác này ở một bên, kinh ngạc với mình đã từng thân phận, cũng không có trở lại song ngư ngọc bên trong, chờ đợi Chu Lăng nói tiếp. Giờ khác này, cổ phong đem còn dư lại 11 kiện tiên vực trí bảo xuất ra. Đón lấy, cổ phong lấy thần niệm từng cái giò xét. Những cái này tiên bảo bên trong, đều không có khí linh. Cổ phong mở miệng, Chu Lăng nói, năm đó dáng trước bọn họ tiến vào hạ giới thời điểm, liền đem 13 cái tiểu bối, mỗi cái nguyên thần phía trên, đều ra chỉ đốt hồn phong ấn, cái này đốt hồn phong ấn lại không ngừng thiêu đốt nguyên thần có lẽ có người không có chống đỡ nguyên thần đã cháy hết cũng thì tương đương với hồn phi phách tán triệt để tử vong vậy lão ngư cùng âm bà tử là tình huống như thế nào cổ phong không khỏi hỏi chu lăng ánh mắt rơi vào lão ngư cùng âm bà tử trên người vung tay lên thần niệm chính là dò xét qua hai người ngay sau đó mở miệng hai người bọn họ nguyên thần bên trên đốt hồn phong ấn đã biến mất lấy thuộc hạ xem ra hẳn là là bởi vì bọn hắn một cái nhận đại nhân ngài là chủ nhân một cái nhận cổ nhu tình làm chủ hai người các ngươi cũng là phi phạm hạng người hai bên tâm thần tương thông phía dưới trợ giúp bọn họ chậm rãi đem đốt hồn phong ấn xóa đi cổ phong nghĩ nghĩ bản thân kiếp trước phân thân lấy chu lăng mà nói cực kỳ bất phàm mà cổ nhu tình có thể để đạo vực nhân xưng làm yêu nghiệt hiển nhiên cũng không phải bình thường hạng người như thế trợ giúp lão ngư cùng âm bà tử luyện hóa đốt hồn phong ấn cũng là bình thường đón lấy Cổ phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngay sau đó mở miệng, dựa theo lời ngươi nói, năm đó 13 cái nguyên thần, khả năng có không có làm khí linh, mà tiến vào tu giả thể nội. Không sai, Chu Lăng mở miệng, cổ phong đột nhiên nghĩ đến Thủy Tịch Giao, năm đó kiếm bạch tử đối Thủy Tịch Giao ngôn ngữ, hiển nhiên Thủy Tịch Giao trong đầu có kiếp trước ký ức, nói cách khác, Thủy Tịch Giao thể nội, chính là năm đó cái kia Thủy Bình Thần tỏa tiểu bối nguyên thần. Bất quá, Thủy Tịch Giao đã chết, nghĩ đến, cổ phong trực tiếp truyền âm mở miệng, hạo thiên, tô bích nhi diệp bách nhiên bạch dương tiên tôn không lâu bốn người từ ngoại giới bay tới tiến nhập sơn môn không gian bọn họ nhìn xem cổ phong trong mắt mang theo nghi hoặc cổ phong không có giải thích thêm nhìn về phía chu lăng mở miệng kiểm tra một chút chu lăng gật đầu một cái ngay sau đó thần hồn chi lực trước sau đảo qua bạch dương tiên tôn diệp bách nhiên tô bích nhi làm đảo qua hạo thiên thời điểm hắn hơi hơi dừng một chút cuối cùng chu lăng đối cổ phong mở miệng trong cơ thể của bọn họ đều không có thần tỏa tiểu bối nguyên thần khí tức. Câu nói kế tiếp, Chu Lăng đã không cần nói nhiều, hiển nhiên bọn họ coi như thể nội đã từng có thần tỏa nguyên thần, bây giờ những cái kia thần tỏa nguyên thần cũng ở đốt hồn lạc ấn phía dưới, hồn phi phách tán. Cổ phong đơn giản ngôn ngữ vài câu, hạo thiên mấy người, chính là rời đi. Như thế xem ra, trừ bỏ âm bà tử cùng lão ngư may mắn bên ngoài, chỉ có thủy tịch sao thể nội có thần tỏa nguyên thần, mà thủy tịch sao còn chết rồi, nói cách khác, năm đó 13 cái thần tỏa tiểu bối, chỉ có lão ngư cùng âm bà tử hai người sống tiếp được hạo thiên mấy người rời đi về sau chu lăng nhìn về phía cổ phong mở miệng trong cơ thể của bọn họ mặc dù đều không có thần tỏa tiểu bối khí tức thế nhưng hạo thiên có chút khác biệt cái gì khác biệt cổ phong nghi hoặc nói không rõ ràng trên người nàng nếu là có một tầng mê vụ có lẽ kiếp trước của nàng cực kỳ bất phàm lấy thuộc hạ tu vi cũng là dò xét không ra chu lăng giải thích nói ra cổ phong nghe thấy ánh mắt hơi hơi biến hóa chẳng qua hiện nay hạo thiên đã không phải là địch nhân, mặc kệ nàng kiếp trước thân phận gì, nàng đối cha mình tình cảm là sẽ không thay đổi. Đón lấy, cổ phong nhìn về phía Chu Lăng nói, cái này thần đài triệu hoán trận, ta tiến vào thần giới về sau, còn có thể dùng sao? Trước đó cùng hàng lâm giả đại chiến, 12 kiện tiên tỏa trí bảo liên hợp thi triển thần đài triệu hoán trận, triệu hoán ra phong ma đao, trong đó phong ma khủng bố, cổ phong còn nhớ rõ. Có thể, bất quá đại nhân, cái này thần đài triệu hoán trận thi triển là có hạn chế, một cái thần đài triệu hoán trận, trong ngàn năm chỉ có thể mở ra một lần. Lại, như thế chí bảo, một khi thi triển tất nhiên lọt vào vô số người thăm dò, đại nhân ngày sau muốn thi triển cũng phải nghĩ lại làm sao, chưa tới thời khắc sinh tử, như thế trọng bảo không thể vì tiện bại lộ. Chu Lăng nhắc nhở, Cổ Phong gật đầu một cái. Đại nhân, cái này 12 kiện tiên bảo, mở ra thần thái triệu hoán trận, cực kỳ phức tạp, ta có thể đem mặt khác 11 kiện tiên bảo bên trong thần văn luyện hóa mà ra. Toàn bộ in vào âm dương song ngư ngọc bên trên, như thế người chỉ dùng âm dương song ngư ngọc liền có thể mở ra thần đài triệu hoán trận. Chu Lăng nghĩ nghĩ, nói ra, "Tốt." Cổ Phong lập tức gật đầu, ngày sau thực ở thần giới cùng người chém giết thời khắc sinh tử, tự cầm ra 12 kiện tiên bảo, lại thi triển triệu hoán trận, đích xác lãng phí thời gian, không chừng đã bị đối phương bắt lấy bản thân chém giết. Ngay sau đó, Cổ Phong vung tay lên, cái kia 11 kiện tiên bảo chính là hướng về Chu Lăng bay đi. Chu Lăng trong tay, một đạo kim sắc hỏa diễm hiện lên. Đón lấy, lấy kim sắc hỏa diếm, trước sau luyện hóa 11 kiện tiên bảo. Cuối cùng, 11 cái này kiện tiên bảo, toàn bộ bị luyện hóa, biến hóa thành 11 đạo thần văn. Vào, Chu Lăng bấm tay một điểm, 11 cái này đạo thần văn, liền toàn bộ rơi vào âm dương song ngư ngọc bên trên, âm dương song ngư ngọc ông chấn động, khí tức lập tức thuế biến. Cổ phong thu hồi song ngư ngọc, ngay sau đó nhìn về phía Chu Lăng mở miệng, nói tiếp A. À. Chu Lăng gật đầu một cái, mở miệng, đại nhân, ngài kiếp trước thân thế tồn tại, cực kỳ thần bí, cực ít con người biết được, thuộc hạ cũng không biết được, thậm chí ngài kiếp trước chân chính tục danh, thuộc hạ cũng không biết, ngài tự xưng đế soái, ngài khai sáng đế tu con đường, mà chúng ta đi theo ngài, tu chính là binh, chúng ta cũng là ngài thuộc hạ, ngài binh. Tu đế, cổ phong ánh mắt biến hóa, đời này bản thân, một mực kiên trì đi trí tôn chi lộ, chính là muốn thành vô thượng đế giả, nguyên lai mình kiếp trước tu, chính là đế. Thần đạo có lục cảnh, thần linh cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh, thần tôn cảnh, thần chủ cảnh, thần đế cảnh, mỗi một cảnh đều có cửu trọng, bước vào thần đạo tu giả, đều có chí ít 100 vạn năm thọ nguyên, 10 vạn tuổi phía dưới, xưng thế hệ tuổi trẻ, bình thường tu giả, có thể ở 10 vạn tuổi trước đó, tiến vào thần linh cảnh cửu trọng, chính là thiên kiêu, có thể bước vào thần vương cảnh, liền có thể gọi yêu nghiệt, mà đại nhân ngài năm đó kỳ tài ngút trời, vẻn vẹn 8 vạn 6327 tuổi chính là tu luyện đến thần hoàng cảnh. Lại đạt đến thần hoàng cảnh cửu trọng, thậm chí khoảng cách thần tôn cảnh, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Chu Lăng vừa nói, trong mắt tràn đầy sùng kính ý tứ. Cổ phong ánh mắt biến hóa, hắn không nghĩ tới bản thân kiếp trước, mạnh như vậy. Chu Lăng tiếp tục nói, đã từng thần giới, chỉ có ba người, ở mười vạn tuổi trước đó, tu luyện đến thần tôn cảnh, ba người này, về sau đều trở thành thần giới bá chủ cấp tồn tại, riêng phần mình thống lĩnh thần giới không biết bao nhiêu năm tháng, từ đời trước thần đế vẫn lạc, bây giờ thần giới mạnh nhất bốn người, cũng là thần chủ cảnh đỉnh phong, còn không có mới thần đế xuất hiện. Chương 2895, ngũ thần tướng. Cho nên, ta tồn tại để bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, không sai, thần giới bên ngoài chỉ có bốn cái thần chủ cảnh cường giả tối đỉnh, bọn họ cạnh tranh với nhau, ai có thể trước vào thần đế cảnh, liền có thể trở thành thần giới chúa tể, bọn họ tự nhiên không hy vọng có đại nhân ngài đánh vỡ cái này cân bằng chủ yếu nhất đại nhân ngài tu ở tứ mạch bên ngoài chu lăng mở miệng tứ mạch bên ngoài cổ phong ánh mắt biến hóa không sai thần giới bây giờ đã sớm bị bốn đại mạch chia cắt đông linh thần vực là đạo môn vị trí nam thánh thần vực là nho môn vị trí tây thiên thần vực là phật môn vị trí bắc huyền thần vực là ma môn vị trí toàn bộ thần giới hơn chín thành người đều tu hành đạo nho phật ma tứ mạch bọn họ tế bái bốn đại thần chủ mà đại nhân ngài tu chính là đế ngài không tế bái bất luận kẻ nào ngài là muốn bản thân làm thủy tổ ngài đi con đường nhất định cùng bốn đại thần chủ ở vào phía đối lập chu lăng mở miệng cổ phong chậm rãi nói thì ra là thế lấy cổ phong tâm trí rất rõ ràng suy nghĩ minh bạch tất cả nói đơn giản lúc đầu một khối bánh ngọt bốn người phân bọn họ tự nhiên không nghĩ bản thân cái này người thứ năm xuất hiện cho nên phải thừa dịp bản thân cánh chim không gió trước đó đem chính mình gạt bỏ ta hiển nhiên sớm đã đứng ở bốn đại mạch đối lập mặt các ngươi vì sao sẽ còn đi theo ta? Cổ phong nhìn về phía Chu Lăng mở miệng, đại nhân, ngài nghĩa bạc phân thiên, ngài du tẩu chân thần đại lục, gặp được thất bại, bị gian nhân trà đạp người, đều sẽ thân xuất viện thủ, thuộc hạ nguyên bản tu hành là cấm chế, về sau bị nho môn truy sát, thiên khiển nhai trước đó, thuộc hạ bỏ mình thời điểm, là đại nhân, ngài đuổi tới, đem thuộc hạ cứu, vì thuộc hạ chữa thương, để thuộc hạ đi theo, cho thuộc hạ sinh lộ. Mặt khác tứ thần tướng, cùng chúng ta đế quân hết thảy mọi người, cũng là như thế. Chu Lăng mở miệng, cổ phong suy nghĩ một chút, ẩn ẩn suy nghĩ minh bạch rất nhiều, ở thần giới mặc dù bốn đại mạch chiếm cứ chủ đạo, nhưng viễn cổ thời điểm để lại, mặt khác mạch tu giả, cũng có ẩn tàng trong đó, trong đó rất nhiều người, đều gặp xa lánh, thậm chí dù cho bốn đại mạch bên trong, cũng có bởi vì bản thân xuất thân các loại bị xa lánh, bị lấn ép. Mà bản thân kiếp trước, đối dạng này lâm vào khốn cảnh, thậm chí tuyệt cảnh người thân xuất viện thủ, bọn họ tự nhiên nguyện ý đi theo bản thân. Đại nhân, ngài kết giao tứ phương, một chút trên bầu trời tinh thần, cũng là ngài hảo hiếu, thậm chí ngài không tiếc thiêu đốt thần lực, trợ giúp một chút sắp đạt tới đại nạn tinh thần kéo dài tính mạng, đây cũng là vì sao 12 thần tỏa cùng đại nhân ngài như vậy giao hảo. Chu Lăng mở miệng, cổ phong nghe xong, triệt để minh bạch, bản thân sở tu, liền cái bốn đại mạch đối lập, tăng thêm lại đối những cái kia viễn cổ thời điểm để lại mặt khác mạch tu giả thi hành viện thủ, còn giúp giúp những cái kia đã từng chiến bại bị phong ấn hóa thành tinh thần người bốn đại mạch hiển nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh cổ phong trầm mặc một hồi mở miệng năm đó là ai đối ta ra tay đại nhân ngài thân thế giống như cực kỳ đặc thù bốn đại mạch tựa hồ có bận tâm bọn họ cũng không hề động thủ mà là thiên khư người ra tay chu lăng mở miệng thiên khư cổ phong nghi hoặc thiên khư là một mảnh cực kỳ thần bí chỗ nó phiêu phù ở chân thần đại lục tám vạn trượng phía trên trên bầu trời mà hắn lại không nhận thần giới bầu trời quy tắc ảnh hưởng, ở thiên khư bên trong tu giả, bản thân thần lực sẽ không tiêu đốt. Bất quá tiến vào thiên khư, yêu cầu 10 điểm hà khắc, tu vi ít nhất phải đạt tới thần hoàng cảnh, có thể tham gia thiên khư khảo hạch, lại có thể đi vào người, cũng là lác đác không có mấy. Tiến vào thiên khư, chính là thoát ly bốn đại mạch, cũng thoát ly chân thần đại lục. Đơn giản mà nói, thiên khư tác dụng, chính là cân bằng bốn đại thần vực, không cho thần giới bộc phát đại quy mô chiến tranh. Chu Lăng mở miệng, lập tức nói cũng có thể nói, thiên khư người, là trí cao vô thượng người chấp pháp. Ha ha, cho nên nói, bốn đại mạch cho là ta phá vỡ thần giới cân bằng, khả năng dẫn phát chiến tranh, trở ngại thân phận của ta, không dám tự mình động thủ, thế là liền cáo chi thiên khư, những ngày kia khư cái gọi là người chấp pháp xuất thủ, giết ta, đúng không? Cổ phong hỏi, là, thiên khư tu giả, đều là thần bí khó lường, năm đó đại nhân ngài một người ra ngoài thời điểm ngộ hại, cụ thể sự tình, chúng ta đều không hiểu rõ chúng ta biết được thời điểm ngài đã chu lăng khắp khuôn mặt là nội ý lập tức nói cho nên năm đó thiên khư phái ra bao nhiêu người cũng là ai chúng ta đều không rõ ràng bất quá ta phụ trách đến tìm kiếm đại nhân luân hồi thân mà thiên thư tướng một mực dò xét những cái kia năm đó đối đại nhân trong bóng tối người hạ thủ ngũ thần tướng hiện tại cũng làm sao cổ phong không khỏi hỏi đại nhân năm đó ngài xảy ra chuyện về sau cuồng chiến tướng cuồng vũ cái thứ nhất đuổi tới, hắn trực tiếp cùng cái kia xuất từ Phật môn nhất mạch thiên khư tu giả liều chết chém giết, cuối cùng bị chém giết tại chỗ, hắn nguyên thần oán niệm không tiêu tan, ở Tây Thiên Thần vực hạ dòng giã bảy ngày mưa máu. Ngựa thú tướng vũ thủ biết được việc này cùng đạo môn có quan hệ, liên tiếp khống chế đạo môn bộ hạ, hơn trăm cái tông môn thần thú, đối đạo môn điên cuồng đánh giết, cuối cùng, hắn bị đạo môn người luyện hóa, nguyên thần giam cầm khôn linh tông bên trên môn bài biển bên trong, ngày đêm tiếp nhận lôi đình tra tấn chu lăng vừa nói nắm chặt nắm đấm những người khác đâu cổ phong đè nén sát ý trong lòng bách số tướng bách sơn chui vào nho môn lấy độc dung nhập nam thánh thần vực phía dưới mặt đất thần mạch bên trong diệt sát hơn vạn nho môn đã từng trong bóng tối đối ta đế môn người hạ thủ cuối cùng bách số tướng nhục thân bị phong ấn thiên thư sơn cả ngày bị người rút máu luyện hóa đan dược thiên thứ tướng điển vân bị đi ám sát ma môn một tên ma tôn chảm đối phương một cánh tay nhưng mình cũng bị chọc mù một con mắt nàng đào thoát về sau một mực dò xét năm đó tin tức. Chu Lăng nói xong, nhìn về phía cổ phong, đại nhân, chỉ có ta, ta là Chu giới tướng, ở ngũ thần tướng bên trong, thực lực yếu nhất, năm đó ta dẫn đầu đế môn người, phá mở một cái viễn cổ còn để lại thứ nguyên giới, tìm kiếm bảo tàng, ta lúc trở về, tin giữ chuyển đến, bốn người khác, đã xảy ra chuyện, ta chuẩn bị liều mạng thời điểm, mù một con mắt thiên thứ tướng ngăn cản ta. Bởi vì, chỉ có ngươi, am hiểu phá mở thứ nguyên giới, thiên thư tướng đang dò xét hại ta hung thủ, cũng chỉ có ngươi, có năng lực, phá mở rất nhiều thứ nguyên giới, tìm kiếm ta luân hồi thân, vì ta một thế này hộ giá hộ tống. Cổ phong nhìn về phía Chu Lăng, chậm rãi nói ra, hắn đã đều suy nghĩ minh bạch, từ trước đó Chu Lăng biểu hiện đủ loại, hắn không phải sợ chết người. Đại nhân, Chu Lăng nước mắt chảy xuôi, ngươi không có sai, là ta, có lỗi với các ngươi. Cổ phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Chu Lăng nói, Chu Lăng, người đến nên rời đi thời điểm. Đại nhân, Chu Lăng ánh mắt biến hóa, cổ phong nghiêm mặt mở miệng, ta muốn bế quan tu hành, vì độ kiếp làm chuẩn bị, chỉ sợ ít nhất cũng phải lại bế quan ngàn năm, mới có thể thử nghiệm phi thăng, lại ta sau khi phi thăng, ngươi cùng ta cùng một chỗ, sợ bị người phát hiện, cái này thời gian ngàn năm, ngươi không cần lại lãng phí, bây giờ ta không có nguy hiểm, ngươi trước trở lại thần giới, chủ trì đại cuộc, ta đã muốn trở về, đế môn thì sẽ không lại tán. Trường 2896, Nguyên Giai tức bản nguyên. Nghe cổ phong lời nói, cuối cùng Chu Lăng gật đầu một cái. Bởi vì cổ phong nói có đạo lý, ngũ thần tướng, bây giờ ba cái bị trấn áp, thiên thư tướng lại quá bận rộn dò xét năm đó hung thủ, bây giờ nhất định phải có một người đến chủ trì đại cuộc. Đại nhân, vật này ngài cầm, ở trong đó có quan hệ với thần giới cụ thể giới thiệu. Vừa nói, Chu Lăng lấy ra một quyển điển tịch, đưa cho cổ phong. Cổ phong lật ra xem xét, này trong điển tịch, có quan hệ với thần giới đại bộ phận giới thiệu, hệ thống tu luyện, đủ loại mật cảnh, thế lực phân bộ, cùng đủ loại bảng danh sách. Trên cơ bản Cổ Phong muốn biết đồ vật, bên trong đều có. Như thế, cũng không cần chu lăng lại nhất nhất giới thiệu những cái này thật nhỏ đồ vật. Ngay sau đó, Cổ Phong mở miệng, đúng rồi, một lần này, thần giới một bên kia sẽ hay không có người phát giác thân phận chân thật của ta. Không có, nếu như bọn họ phát hiện đại nhân ngài chính là đế soái, chỉ sợ sớm đã đại quân giết tới đây, cũng sẽ không điều động một chút thế hệ trẻ tu giả tới trước. Trên thực tế, đại nhân ngài một lần này luân hồi, cực kỳ quỷ dị, ở luân hồi minh nguyên trọn vẹn 100 vạn năm mới tiến vào luân hồi, cái này nhân quả biến hóa quá nhiều, loại người bình thường, dù cho tu vi lại cao hơn, đều không thể dò xét ra ngài thân phận chân chính. Chu Lăng mở miệng, trước ngươi nói qua, người năm đó là lấy được một vị cao nhân chỉ điểm, mới tìm được ta, cái này cao nhân là ai? Cổ phong không khỏi hỏi, hắn rất ngạc nhiên, lấy Chu Lăng mà nói, loại người bình thường, tuyệt không có khả năng tìm tới bản thân, mà cái này người vậy mà thôi diễn như thế cặn kẽ, để Chu Lăng rất sớm vì chính mình hộ giá hộ tống. Không biết, người kia rất thần bí, năm đó thủ hạ đi tìm kiếm đại nhân Luân hồi thân, cũng là không có đầu mối, lại đột nhiên xuất hiện một cái người thần bí, vì thuộc hạ chỉ điểm phương hướng. Chu Lăng mở miệng, người thần bí, cổ phong minh bạch, là có người trong bóng tối giúp mình. Chu Lăng lại nói, đại nhân, ngài một khi chân chính bước vào thần đạo, ngài ký ức cùng huyết mạch liền sẽ chậm rãi thức tỉnh, đến lúc đó, ngài cực kỳ dễ dàng bại lộ bản thân thân phận chân chính ngài tiến vào thần giới nhất định trước tiên phải cùng thuộc hạ liên hệ ta nên như thế nào cùng ngươi liên hệ cổ phong hỏi lúc đầu đại nhân là có một khối xoáy lệnh lệnh này có thể triệu tập đế tông toàn bộ tu giả bất quá đại nhân kiếp trước ngộ hại cái kia đế lệnh cũng không biết tung tích thuộc hạ lưu lại một khối truyền âm ngọc phù đại nhân tiến vào thần giới dùng cái này ngọc phù truyền âm cho thuộc hạ liền có thể vừa nói chu lăng lấy ra một khối ngọc phù Cổ phong nhận lấy, ngay sau đó nhìn về phía Chu Lăng mở miệng, đi thôi, đế môn nơi đó, tạm thời giao cho ngươi. Thuộc hạ tất nhiên không phụ đại nhân trọng vọng, lời nói rơi xuống, Chu Lăng không do dự nữa, quay người rời đi. Chu Lăng đi rồi, cổ phong tạm thời không có bế quan, mà là dùng trọn vẹn ba ngày ba đêm thời gian, đem Chu Lăng lưu lại bản này điển tịch, nhìn hết toàn bộ. Thần giới, cổ phong trong mắt quang mang thiểm thước, đối với thần giới cổ phong mặc dù còn chưa tiến vào, nhưng đã giải đại khái, thần giới minh mông, hoàn toàn vượt ra khỏi cổ phong tưởng tượng, nơi đó mới là cường giả chân chính sân khấu. Mà lại không nghĩ mặt khác, cổ phong ánh mắt rơi vào trên điển tịch một tờ. Một trang này là liên quan tới ý cảnh giới thiệu. Ý cảnh vì phân, hư dai, chân dai, linh dai, đạo dai. Căn cứ trên đó miêu tả, một dạng vừa mới bước vào thần đạo tu giả, ý cảnh đều đang linh dai, bình thường đều là ở thần vương cảnh tu giả, mới có thể cảm ngộ đạo dai ý cảnh. Mà đạo dai phía trên, còn có nhất giai, tên là Nguyên giai, mà Nguyên giai ý cảnh lại được xưng làm Bản Nguyên. Nói cách khác, ý cảnh một khi vượt qua đạo giai, chính là biến thành Bản Nguyên. Bản Nguyên là cực kỳ khó có thể cảm ngộ, cho dù là thần hoàng cảnh tu giả, tu luyện ra bổn nguyên cũng là vạn người không được một. Mà Bản Nguyên cũng không phải là chỉ có thể tu luyện ra. Ở thần giới đã lâu tuế nguyệt biến hóa bên trong, một chút bí cảnh bên trong cũng sẽ tự nhiên sinh ra Bản Nguyên. Dạng này Bản Nguyên là có thể vật truyền thừa, chỉ cần tìm được, đem luyện hóa, liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bản nguyên, cổ phong đối với này giới thiệu, cực kỳ hiểu sâu. Bởi vì cái này bản nguyên, đối với thần đạo tu giả mà nói, cực kỳ trọng yếu. Có được bản nguyên người, đồng giai vô địch, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, lại có bản nguyên càng nhiều, hấp thu thiên địa huyền khí tốc độ, liền càng nhanh. Cho nên, ở thần giới, chỉ cần là thần đạo tu giả, mặc kệ tu vi cao thấp, đối với bổn nguyên truy cầu cũng là điên cuồng. Mà Cổ Phong bây giờ có một đạo bản nguyên. Cổ Phong lập tức mở miệng, "Không không, chủ nhân, không không từ Cổ Phong linh thú đại bên trong bay ra." Đạt tới đế cấp về sau, không không đã không còn là thạch đầu bộ dáng, mà là biến thành một cái kim sắc khỉ nhỏ. Cổ Phong đối với không không kể lại liên quan tới bổn nguyên sự tình. Bây giờ, Cổ Phong cũng là rốt cuộc hiểu rõ, những cái kia hàng lâm giả đối với bản nguyên thần thạch, vì sao điên cuồng như vậy, chủ yếu nhất chính là cái này bốn khối bản nguyên thần thạch bên trong, ẩn chứa một đạo bản nguyên. Cái này bản nguyên, không phải trước đó cái gọi là điều động tinh không giới bản nguyên chi lực, mà là một đạo, có thể ở thần giới bên trong vận dụng bản nguyên. Không không, tĩnh tâm, không không gật đầu, ngay sau đó ngồi xếp bằng ổn định lại tâm thần. Mà cổ phong cũng là ngồi xếp bằng hai mắt nhắm lại, hắn cùng với không không tâm thần tương liên, giờ phút này thử nghiệm cùng một chỗ điều động đạo này bản nguyên. Mười cái hô hấp sau một sợi hơi mờ bạch sắc hỏa diếm, từ không không đỉnh đầu, chậm rãi bay ra. Cổ phong gặp vậy, ánh mắt lộ ra vui mừng, vung tay lên. Lập tức, đạo này hỏa diếm, chính là rơi vào bản thân đầu ngón tay bên trên. Cũng ở giờ phút này, ông, toàn bộ sơn môn không gian chấn động lên, sơn môn không gian, toàn bộ hỏa thuộc tính đồ vật, bất kể là đan dược, bảo vật, hay là tiên khí, hoặc là yêu thú, toàn bộ đều bạo động lên, toàn bộ hướng về cổ phong bay tới. Không chỉ có như thế, Toàn bộ tinh không giới, tất cả hỏa thuộc tính đồ vật, cũng là cuồng táo lên. Hiển nhiên, đạo này bản nguyên, là hỏa chi bản nguyên. Về, cổ phong gặp vậy, không nói hai lời, trực tiếp bấm tay một điểm. Lập tức, đạo này bản nguyên, chính là về tới không không thể nội. Lấy cổ phong bây giờ tu vi, cái này bản nguyên cổ phong thân thể, chỉ sợ không thể thừa nhận, cũng chỉ có không không thiên phú dị bẩm vừa vặn có thể gánh chịu cái này bản nguyên. Thần đài triệu hoán trận, một đạo hỏa chi bản nguyên, đây cũng là ta bây giờ mạnh nhất hai tấm át chủ bài cổ phong giờ phút này ổn định lại tâm thần trong lòng thầm nói hai chương này át chủ bài đủ có thể khiến cổ phong ở thần giới đối mặt sinh tử chém giết thời điểm bảo mệnh thoát đi bình phục tâm tình tạm thời xử lý xong tất cả cổ phong lâm vào tu hành bây giờ cổ phong tu vi ở đế cấp bất quá trước đó đại chiến liên tiếp thi triển tiên ma thể lại dung hợp ý cảnh chi linh đối với bản thân tổn thương cực lớn cho nên hiện tại cổ phong phải cần một khoảng thời gian, chữa thương khỏi hẳn. Lại, cổ phong tu vi, mặc dù ở đế cấp, nhưng còn chưa đạt tới cực hạn, cổ phong nhất định phải đạt tới thuộc về mình tiên đạo cực hạn, mới có thể đi độ kiếp. Ba ba, chơi với ta, một bên, cổ tiểu tuyền đối cổ phong nói ra, cổ phong mở miệng, tuyền nhi, vi phụ muốn bế quan, người cùng vi phụ cùng một chỗ tu hành. chương 2897, hai người nhắc nhở. Mặc dù cổ tiểu tuyền không nguyện ý tu hành, nhưng nghe xong cổ phong nói chỉ có tu vi đủ mạnh mới có thể đi cứu mụ mụ nàng lập tức ngoan ngoãn ở một bên tu hành lên vừa mới ra đời liền muốn cố gắng như vậy đối với cái này cổ phong trong lòng có chút không đành lòng nhưng cổ phong biết rõ cổ tiểu tuyền thân phận đời này nhất định không tầm thường nếu không có đầy đủ tu vi không cách nào ở thần giới đặt chân không nghĩ nhiều nữa cổ phong hai mắt khép kín đắm chìm trong tu hành thời gian như thoi đưa thoáng qua tức thì tinh không giới tiến nhập một cái toàn dân tu hành thời đại, tiên đạo tu giả số lượng tăng gấp bội. Tất cả mọi người minh bạch, tinh không giới mặc dù có thể trở thành bây giờ bộ dáng, cũng là cổ phong công lao, đã trải qua đại chiến sinh tử, tất cả mọi người càng thêm khát vọng mạnh lên. Chỉ chớp mắt, đã bế quan, trọn vẹn một nghìn năm. Ngàn năm, một ngày này, cổ phong mở hai mắt ra, giờ phút này, hắn tu vi đã đạt đến một cái đỉnh phong, cũng không còn cách nào tăng lên nửa phần, bây giờ đã đến lúc độ kiếp. Oanh! cũng ở giờ phút này sơn môn không gian bên trong bỗng nhiên mây đen dày đặc lên từng đợt hồ quang điện hiện lên cổ phong ánh mắt trực tiếp rơi vào một bên cổ tiểu tuyền trên người dùng hết nghi cô lời tới nói cổ tiểu tuyền là thiên thế phật đồng ngàn năm chướng một tuổi bây giờ một nghìn năm thời gian trôi qua cổ tiểu tuyền đích xác chỉ tăng trưởng một tuổi ngàn năm trước là cái mới vừa sinh ra hải nhi bây giờ cũng chỉ có một tuổi đứa bé bộ dáng cổ phong không nghĩ tới chính là nàng trước độ kiếp rồi Cổ vô tình hoài thai hơn nghìn năm, cổ tiểu tuyền vừa ra đời, chính là đạt đến võ đạo cực hạn. Tiến vào, nàng muốn độ tiên kiếp, vượt qua kiếp nạn này, liền là trở thành một tên chân chính tiên đạo tu giả. Đối với cái này, cổ phong không có trợ giúp, mặc dù lấy cổ phong thân phận hôm nay, có thể nắm vững tinh không giới tất cả quy tắc, có thể không cho nữ nhi độ kiếp, liền chân chính bước vào tiên đạo, nhưng cổ phong không có làm như thế, hắn không muốn nữ nhi của mình trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa, hắn tin tưởng nữ nhi mình năng lực. Oanh, thiên lôi, hạ xuống. Một đạo, tiếp lấy một đạo. Thiên lôi không ngừng bổ vào cổ tiểu tuyền cái kia bất quá một tuổi hài đồng bộ dáng thân thể. Cổ tiểu tuyền trên khuôn mặt, tràn đầy thống khổ. Nhưng nàng, lại chịu đựng, một tiếng đều không có kêu đi ra. Cuối cùng, mây đen tán đi, thiên lôi biến mất. Cổ tiểu tuyền khí tức trên thân, bỗng nhiên thuế biến. Tiên đạo, nàng tu vi, đã bước vào tiên đạo nhất sai. Cổ tiểu tuyền khắp khuôn mặt là ý cười, hướng thẳng đến cổ phong chạy tới ba ba ta đột phá chúng ta có thể đi tìm mụ mụ sao ân cổ phong gật đầu một cái bây giờ đã đến nên rời đi thời điểm cũng đang cổ phong chuẩn bị rời đi thời điểm ánh mắt của hắn không khỏi có chút dừng lại vào đi vừa nói cổ phong vung tay lên sơn môn không gian mở ra hai đạo bóng người đi đến đến hai người này không có vượt quá cổ phong đoán trước sát hồng thiên tuệ minh cổ phong nhìn về phía hai người mở miệng các ngươi không đi sao một lần này ta và đạo môn đã triệt để quyết liệt bằng vào ta hiện tại tu vi trở lại thần giới tất nhiên bị đạo môn giết chết hiện tại tinh không giới rất an toàn ta chuẩn bị ở đây một mực tu hành thẳng đến ta sát trị ý cảnh đạt tới đạo giai ta lại trở về sát hồng thiên nhìn về phía cổ phong mở miệng ta cũng như thế tuệ minh cũng là nhìn về phía cổ phong nói ra cổ phong minh bạch hai người vốn chính là cái tông môn có gian tế mới đi đến tội giới bây giờ qua lần này tinh không đại chiến bọn họ bây giờ trở về chỉ sợ chỉ có một con đường chết một đầu các ngươi có cái gì cần ta giúp một tay cứ việc nói đi cổ phong mở miệng hắn hiểu được hai người sẽ không vô cớ đến đây huynh đệ ta sửa tình trước đó cùng ngươi nói qua sát hồng thiên mở miệng ta biết cổ phong gật đầu một cái trước đó sát hồng thiên cùng cổ phong nói qua hắn và kiếm bạch tử cùng thuộc một cái tông môn mà năm đó giết hắn một nhà hung thủ trên thực tế cũng là hắn sư tôn môn nhân, cũng chính là hắn một sư huynh. Ta đã từng tông môn, là đông linh thần vực ba đại một cấp tông môn một trong, tên là kiếm trần tông, sư tôn của ta tên là ngũ nhãn chân nhân. Sát Hồng Thiên nhìn về phía cổ phong, chậm rãi mở miệng. Đối với những cái này, cổ phong từ Chu Lăng lưu lại trong điển thì cũng là có hiểu biết, đông linh thần vực, là đạo môn khống chế, trong đó, mạnh nhất tông môn, lời nói cửa tổ địa, đạo thần tông. Thiên đạo thần Sơn phía dưới, mạnh nhất chính là ba cái một cấp tông môn. Cổ phong không có mở miệng, chờ đợi sát hồng thiên nói tiếp. Sát hồng thiên nói tới chỗ này, ánh mắt có chút hàm đạm, ta nghĩ mời ngươi, giúp ta mang một câu, đi cho một cá nhân. Là tàu tử sao, cổ phong mở miệng, sát hồng thiên đối cổ phong ân trọng như núi, cổ phong ở cửu châu giới thời điểm, sát vực sát tiên liền trợ giúp cổ phong chu sát cường địch, mãi cho đến tiên vực, cũng là như thế, thậm chí lúc trước tội giới chi linh muốn giết cổ phong, sát hồng thiên cũng xuất thủ ngăn cản, ở cổ phong trong lòng, đã sớm đem hắn coi như đại ca. Ai, nàng đối ta dùng tình sâu vô cùng, năm đó ta lại đi không từ giã, mấy trăm ngàn năm qua đi, ta hy vọng ngươi đem vật này, mang cho nàng, lại thay ta nói với nàng tiếng xin lỗi, nói cho nàng, không cần chờ ta. Vừa nói, sát hồng thiên lấy ra một cái ngọc châm, nhìn về phía cổ phong mở miệng, nàng tên, Tuần Linh Nhi. Vật này, hiển nhiên là nữ tử đồ vật, lấy cổ phong phân tích, đây cũng là năm đó nữ tử kia đưa cho sát hồng thiên cổ phong hơi hơi do dự vẫn là tiếp theo huynh đệ ta không vật gì tốt có thể đưa cho ngươi vật này là kiếm trần tông đệ tử lệnh bài thông hành lệnh bài này đặc thù sẽ không biểu hiện thân phận có thể trợ ngươi nhẹ nhõm tiến vào bên trong sát hồng thiên lại lấy ra một mai lệnh bài cổ phong đón lấy ngay sau đó nhìn về phía sát hồng thiên cử nhân của ngươi là ai huynh đệ sát hồng thiên nhíu mày hắn sở dĩ không có nói cho cổ phong việc này chính là sợ liên lụy cổ phong đại ca người đã cứu ta không biết bao nhiêu lần tính mệnh người kêu ta một tiếng huynh đệ liền nên nói cho ta biết tất cả người yên tâm nếu cũng không đủ thực lực ta đương nhiên sẽ không báo thù cho ngươi cổ phong nhìn về phía sát hồng thiên mở miệng hắn tên vương đông được sát hồng thiên mở miệng ngay sau đó lập tức dặn dò huynh đệ ngươi ta sẽ không xúc động yên tâm cổ phong gật đầu một cái sát hồng thiên đối cổ phong ôm quyền ngay sau đó quay người rời đi Cổ phong nhìn về phía tuệ minh mở miệng, ngươi lại có gì nhắc nhở. Tây thiên thần vực, tiểu nguyên tự, có một cái gọi là ba đức hòa thượng, đó là của ta huynh đệ, những năm này, không biết hắn trôi qua làm sao, ta đã từng trong bóng tối truyền cho hắn minh Phật nhất mạch phương pháp tu hành, những năm này, ta đối với cái này phương pháp tu hành, lại có cảm ngộ, đều ở đây vốn bên trong, hy vọng ngươi thay ta giao cho hắn, cũng nói cho hắn, ta còn sống. Tuệ minh vừa nói, lấy ra một quyển điển tịch, đưa cho cổ phong, ngay sau đó lại lấy ra một mai lệnh bài, đây là tiểu nguyên tự nhập môn lệnh bài. Cổ phong không có nhiều lời, đem điển tịch cùng nhập môn lệnh bài thu hồi, ngay sau đó mở miệng, sư tôn của ngươi, là ai? Trước đó tuệ minh kể lại, cổ phong minh bạch, tuệ minh sư tôn chính là giết hắn một nhà người, mặc dù cổ phong cùng tuệ minh giao tình không có cùng sát hồng thiên sâu như vậy, nhưng ở tiên Phật tự tuệ minh cùng cổ phong kể vai chiến đấu, hai bên sinh tử chi giao, nếu có năng lực, cổ phong không ngại giúp tuệ minh báo thù. Cổ phong tuệ minh hơi hơi do dự hắn sở dĩ không có đề cập việc này một là hắn biết mình cùng cổ phong giao tình không có cổ phong cùng sát hồng thiên như vậy sâu hai là hắn hiểu được bản thân sư tôn thực lực cùng viễn siêu sát hồng thiên cái kia sư huynh cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc dù cho cổ phong nghĩ báo thù cho hắn chỉ sợ cũng không thể nào làm được người ta sinh tử chi giao không cần nhiều lời người nói cho ta biết hắn là ai liền có thể ta sẽ không xúc động cổ phong mở miệng Hắn Phật hiệu Cương Hải, là Kim Cương Viện viện chủ. Tuệ Minh mở miệng, Cổ Phong gật đầu một cái, đem việc này ghi lại, ngay sau đó nhìn một chút một bên Cổ Tiểu Tuyền, mở miệng, "Nữ nhi, chúng ta cũng nên đi." Chương 2898, Ức vạn lôi diệt kiếp. Cổ Phong mang theo Cổ Tiểu Tuyền đi ra sơn môn không gian thời điểm, toàn bộ tinh không tất cả cường giả đều đã hội tụ chờ đợi ở đây. Đời hai cổ tổ, Hoàng Kim Thánh tổ, Cổ Bá Thiên, Tùng thử đạo nhân, Diệp Nam Thương, Diệp Tích Tình, Tử Hiên Viên, Lam Thương Vân, Thanh Ninh, Bạch Tham, Tô Bích Nhi, Diệp Bách Nhiên, Thiên Huyết Đạo Nhân, Hoàng Thất, Sát Hồng Thiên, Tuệ Minh, Không Trần, Thiên Diễn Đạo Nhân, Thiên Cơ Lão Nhân. Không chỉ có như thế, toàn bộ tinh không, tất cả tiên đạo tu giả, cũng toàn bộ tụ đến. Mấy chục triệu người, hội tụ tại phiến tinh không này. Bái kiến phong đế, trong lúc nhất thời, vô số tu giả, cùng nhau hướng về cổ phong cúi đầu. Chư vị, sau này tinh không giới, liền giao cho các ngươi. Cổ phong nhìn về phía đám người mở miệng, đám người nhao nhao gật đầu, trong mắt là khó che giấu thần sắc không muốn. Nếu không cổ phong, phiến tinh không này, đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như muốn từng cái cáo biệt, cổ phong có quá nhiều muốn nói, ly biệt không nên thương cảm như vậy, cổ phong không tiếp tục nhiều lời một câu, trực tiếp ôm cổ tiểu tuyền, hướng về hư không hắc động bay đi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên một màn này, bọn họ biết rõ, cổ phong muốn độ kiếp rồi kiếp nạn này cửu tử nhất sinh nhưng nếu thật có thể vượt qua liền có thể triệt để bước vào thoát tiên hóa thần tuyền nhi một hồi nguy hiểm người hãy thành thật ở sau ngư ngọc bên trong cổ phong đối cổ tiểu tuyền mở miệng cổ tiểu tuyền mặc dù nhỏ nhưng cũng không tùy hứng gật đầu một cái theo sau chính là tiến nhập sau ngư ngọc bên trong cổ phong tốc độ không giảm khoảng cách lỗ đen càng ngày càng gần cũng ở giờ phút này bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một quả cự nhãn phi ra chính là tội giới chi linh Giờ phút này, tội giới chi linh khí tức đã thuê biến, hắn không còn là tam giai giới linh, mà là trở thành tứ giai giới linh, lại khoảng cách ngũ giai đã không xa. Phong đế đại nhân, để cho ta giúp ngươi một lần này. Vừa nói, tội giới quy tắc chính là phô thiên cái địa mà đến, vần quanh ở cổ phong tả hữu. Tả, cổ phong gật đầu một cái, lấy quy tắc vần quanh phía dưới, hướng về lỗ đen bay đi. Oanh, ở cổ phong mới vừa tiến vào lỗ đen phạm vi thời điểm, hắc động kia chỗ sâu chính là phát ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh một đạo cực kỳ thô to kim sắc lôi điện trực tiếp từ lỗ đen chỗ sâu mà ra hướng về cổ phong đánh tới mà cổ phong vừa muốn ngăn cản thời điểm để cổ phong khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện rầm 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 chỉ nghe vô biên lôi điện tiếng oanh minh truyền ra đón lấy chỉ thấy kim sắc lôi điện xích sắc lôi điện lam sắc lôi điện tử sắc lôi điện đủ mọi màu sắc ngàn vạn căn bản đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu như là vô cùng vô tận một dạng lôi điện điên cuồng hướng về cổ phong oanh sát mà đến toàn bộ lỗ đen cũng là bị chiếu sáng hư không không ngừng sụp đổ thiên kiếp này quá mức đáng sợ cái này làm sao có nhiều như vậy thiên kiếp này làm sao vượt qua quá kinh khủng tất cả tinh không tu giả thấy một màn như vậy cũng là cảm giác tê cả ra đầu đừng nói cái này ức vãn lôi điện dù cho trong đó vẻn vẹn một đạo đều có thể đem một tên tôn cấp cường giả tối đỉnh hóa thành cho tàn Ước vạn lôi diệt kiếp, cổ phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, hắn từ chu lăng lưu lại trong biển tịch, thấy qua liên quan tới thiên kiếp giới thiệu, từ tiên đạo nhập thần nói, kiếp nạn này cực kỳ bất phàm, nhưng là chia làm rất nhiều loại, bình thường thiên kiếp, chỉ cần nhận phía dưới là có thể. Mà trong đó, cũng có một chút đặc thù khủng bố thiên kiếp. Trước mắt, cái này ước vạn lôi diệt kiếp, chính là thứ nhất. Cổ phong bây giờ muốn tiến vào lỗ đen, cần xông vào cái này vô cùng vô tận trong sấm xét mạnh mẽ chống đỡ cái này vô biên lôi điện oanh kích phía dưới tiến vào lỗ đen chỗ sâu kết nối thần giới lối vào. Thiên kiếp này, là thần giới hạ xuống, cái này lôi điện, cũng không phải thông thường lôi điện, là thần lôi. Xông vào ước vạn đạo thần lôi, đây cơ hồ tương đương chịu chết. Bành, cổ phong quanh thân tội giới quy tắc chi lực, ở đây thần lôi kinh khủng khí diễm phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Đối mặt cái này ức vạn oanh kích đến thần lôi, loại người bình thường đừng nói xong, dù cho thấy một màn như vậy, chỉ sợ đều muốn sợ vỡ mật nhưng cổ phong lại không có lùi bước. Cổ phong bây giờ mới vừa tiến vào lỗ đen phạm vi, cái này lỗ đen phạm vi cũng không phải là đặc biệt lớn, giáp danh đến lỗ đen chỗ sâu cửa ra, hẹn vạn trượng tả Hữu Nói cách khác, cổ phong chỉ cần xông ra cái này vạn trượng, còn sống, chính là vượt qua kiếp nạn này. Nhìn xem vô số thần lôi lập tức phải oanh đến bản thân, cổ phong quát khẽ một tiếng, sơn môn không gian. Không nói hai lời, sơn môn không gian trực tiếp triển khai, cổ phong trực tiếp ẩn núp trong đó tiến nhập sơn môn không gian, cổ phong khống chế sơn môn không gian, vọt thẳng ra. Sơn môn không gian, sáp nhập vào song ngư tiên vực duy chỉ, tăng thêm nhiều năm cổ phong lấy trận pháp và thiên tài địa bảo tế luyện, đã trở nên cực kỳ kiên cố. Dầm dầm dầm, sơn môn không gian bên ngoài, không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Sơn môn không gian nội bộ, phía trên không ngừng có vết giãn xuất hiện, hiển nhiên, cái này thần lôi khủng bố, không bao lâu, liền muốn đem sơn môn không gian đánh tan. Một nghìn trường, hai nghìn trường, ở dựa vào sơn môn không gian xông ra hai nghìn trường về sau, sơn môn không gian bỗng nhiên sụp đổ. Cổ phong lần nữa bại lộ ở vô biên thần lui trước mặt. Song ngư ngọc, cổ phong mở miệng, song ngư ngọc uy lực lập tức bộc phát, trong nháy mắt cổ phong quanh thân kim sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu xám cùng một chỗ hiện lên. Ở cổ phong thân thể bên ngoài, huyễn hóa ra một đầu to lớn cá chép, cái này cá chép một nửa thiêu đốt lấy ngọn lửa màu xám, một nửa thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm, còn sinh một đôi cánh lập tức cái này cánh khẽ vỗ chính là sông ra giờ phút này rất nhiều thần lôi hướng về cổ phong đánh tới cổ phong không nói hai lời lập tức linh hải bên trong bảo vật tế ra tử hồ lô băng phách huyền thủy cổ phong mở miệng phía dưới tử hồ lô bay thẳng ra đồng thời cái kia thiên địa linh vật băng phách huyền thủy cũng là phi ra cả hai dung hợp phía dưới biến hóa thành một tôn cao trăm trượng to lớn băng hồ lô oanh thần lôi oanh kích phía dưới cái này băng hồ lô trực tiếp sụp đổ Bất quá cổ phong mượn cơ hội này, cũng là lại chạy ra khỏi 200 trường. Căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều liên quan tới bảo vật vỡ nát, cổ phong từng kiện từng kiện bản mệnh tiên bảo cùng thiên địa linh vật, không ngừng tế ra. Thanh đồng cổ pháo, kim cực phân, động hư nhãn, thông tiên thổ, thanh thiên đào, tiên đằng, luyện yêu lô, ma diễm lôi cung, bản nguyên chi lôi, vạn ma kỳ, hư không kình phong, tiên lực điên cuồng bộc phát, bản mệnh tiên bảo, trong lúc nhất thời đều bạo phát ra trước đó chưa từng có uy lực cái kia thanh đồng cổ pháo dung hợp kim cực phân, trên đó toàn bộ linh văn, cũng là sáng lên, không ngừng phát sinh tiên lực quang trụ. Động hư nhãn, hấp thu thông tiên thổ, trong nháy mắt trở nên cự lớn lên, trọi cứng thần lôi. Thanh tiên đào dung hợp tiên đằng, biến hóa to lớn, hấp thu thần lôi. Luyện yêu lô bị ma diễm giấy lên, đúng là đem từng đạo từng đạo thần lôi hút vào, muốn luyện hóa. Bản nguyên chi lôi, biến hóa từng đạo từng đạo mũi tên, bị lôi cung bắn ra vạn ma kỳ điên cuồng vũ động phía dưới tím điệp hồn mãng phi ra kèm theo từng đợt hắc sắc cuồng phong gào thét rầm 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 nhưng mà ước vạn thần lôi khủng bố viễn siêu cổ phong tưởng tượng thanh đồng cổ pháo thần lôi oanh kích phía dưới dẫn đầu vỡ nát ra chương 2899, điên cuồng độ kiếp đón lấy thanh tiên đào hấp thu đại lượng thần lôi cũng là trực tiếp bạo liệt luyện yêu lô nổ tung lôi cung hóa thành nát bấy vạn ma kỳ cũng là ở thần lôi phía dưới hóa thành cho tàn Đáng chết, cổ phong cắn răng gào thét, những cái này tiên bảo, nương theo cổ phong hồi lâu, như thế hủy diệt cổ phong làm thật không nỡ. Nhưng bây giờ, cái này thần lôi khủng bố, cổ phong không có những biện pháp khác. Oanh, động hư nhãn chấn động oanh minh, quỷ dị một màn xuất hiện, mặt khác tiên bảo, ở thần lôi phía dưới, toàn bộ hủy diệt, mà động hư nhãn, lại như cũ kiên trì, không có sụp đổ. Cổ phong minh bạch, có thể chân chính chịu đựng lấy thần lôi tẩy lễ, tất nhiên là bất phàm bảo vật. Về. Cổ phong vung tay lên, đem đã khí thức thuế biến động hư nhãn, trực tiếp thu hồi. Giờ phút này, ở rất nhiều tiên bảo cùng thiên địa linh vật sụp đổ phía dưới, cổ phong đã chạy ra khỏi bốn nghìn trường. Cổ phong đưa tay, lấy ra thí thương thương, tiếp lấy không nói hai lời, chín đạo thí thương man niệm, toàn bộ dung nhập trong súng. Đối mặt đánh tới kim sắc thần lôi, lập tức chính là một tiếng quát lớn phá cho ta. Nghịch chi ý cảnh toàn diện bộc phát, thí thương thương bản thân phẩm dai không cao, nhưng ra chỉ chín đạo thí thương man niệm, Uy lực khủng bố. Oanh, trước mắt đạo này thần lôi trực tiếp sụp đổ, Cổ Phong cầm trong tay thí thương thương, một đường điên cuồng trùng sát mà ra. Bành bành bành, trên đường đi, Cổ Phong cầm trong tay trường thương màu đen, nghịch chi lực bạo phát xuống, đánh bể một đạo lại một đạo thần lôi. Bất quá, trong súng thí thương man niệm cũng là bắt đầu không ngừng sụp đổ. Bành, rốt cục, trong đó chín đạo thí thương man niệm toàn bộ sụp đổ. Không có thí thương man niệm ủng hộ, thí thương thương cũng sẽ không lăng lệ, trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Mà hỏng mất thí thương ma niệm, thì là biến thành vô biên hắc mang chui vào cổ phong nguyên thần bên trong. Cổ phong cảm giác, bản thân nghịch tri ý cảnh, lại cường đại hơn nhiều. Mà giờ khắc này, cổ phong đã chạy ra khỏi 4.500 trượng. Không nói hai lời, cổ phong lập tức lấy ra tuế nguyệt kiếm, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, trí tôn đạo niệm, lăng. Lập tức, chín đạo trí tôn đạo niệm, toàn bộ phi ra, toàn bộ chui vào tuế nguyệt kiếm bên trong cổ phong lập tức hướng về phía trước chém một cái giờ khắc này chín đạo trí tôn đạo niệm toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực một chạm này phía dưới kim sắc kiếm cương gào thét mà ra một đạo thần lôi trực tiếp bị chém đứt cổ phong một mạch liều chết tiếp tục hướng phía trước chín đạo sư tôn đạo niệm trước sau sụp đổ cuối cùng cũng là hóa thành vô biên kim mang chui vào cổ phong nguyên thần bên trong mặc dù trí tôn đạo niệm toàn bộ sụp đổ nhưng cổ phong cảm giác mình lăng chi ý cảnh cảm ngộ lại bao sâu Giờ phút này, cổ phong đã chạy ra khỏi 5.000 trường. Ở nơi này ước vạn thần lôi oanh kích phía dưới, chạy ra khỏi 5.000 trường, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ, khoảng cách lỗ đen cửa ra vào, còn có trọn vẹn một nửa khoảng cách. Giờ phút này, đã mất đi trí tôn đạo niệm gia trì, tuế nguyệt kiếm quang mang ảm đạm xuống, nhưng lại một điểm dấu hiệu hỏng mất đều không có. Hiển nhiên, cái này diệp lạc trần đồ vật, thật sự không phải phàm phẩm. Cổ phong không nói hai lời, vung tay lên, kiếm ý, dung. Ngàn năm qua, thập nhị tiên tòa kiếm ý, bị cổ phong cảm mộ đến cực hạn, giờ phút này 12 đạo kiếm ý, toàn bộ sáp nhập vào tuế nguyệt kiếm bên trong. Tuế nguyệt kiếm, nhất thời uy lực bạo tăng, bành bành bành, cổ phong một mạch liều chết, lại là trả mấy trăm đạo thần lôi. Làm 12 đạo kiếm ý, toàn bộ sụp đổ thời điểm, cổ phong đã chạy ra khỏi 6.000 trượng khoảng cách. Tuế nguyệt kiếm, quang mang lần nữa mở đi, bất quá như cũng không có sụp đổ. Ra, cổ phong gặp vậy hét lớn một tiếng hống hống, ngao ngao, giờ khắc này, cổ phong linh thú đại bên trong, toàn bộ linh thú, trong lúc nhất thời, cùng nhau phi ra. Không không, đà điểu, lam lân, kim quy, thanh loan, sát hổ, tham long, thần thú luyện thiên trận, cổ phong mở miệng, lập tức, bảy đại tiên thú, toàn bộ dị biến, đều là biến ảo chân thân hình thái, cao trăm trường. Đón lấy, thần thú luyện thiên trận, trực tiếp mở ra, biến thành một cái to lớn vòng bảo hộ, trận này, công có thể đem hiểu giam cầm luyện hóa, thủ có thể huyễn hóa phòng ngự đại trận. Giờ phút này, Cổ Phong tự nhiên dùng hắn thủ công hiệu. Ầm ầm, từng đạo từng đạo thần lôi đánh tới, mà thần thú luyện tiên trận, cực kỳ bất phàm, đúng là chống đỡ được xuống tới, trong lúc nhất thời không có tổn hại. Xong, Cổ Phong mở miệng, chúng thú cùng nhau chủ trì đại trận, hướng phía trước phóng đi. Xông ra ngàn trượng về sau, đại trận xuất hiện sụp đổ, mắt thấy chính là sắp không kiên trì được nữa. Cũng ở lúc này, để cổ phong không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy trên trăm con giáp trùng từ bản thân linh thú đại bên trong bay ra. Chính là khống thi trùng, 99 con ngân giáp linh trùng, ở cái kia một cái tử giáp linh trùng hướng dẫn dưới, cùng một chỗ xông vào trong đại trận. Xông vào về sau, 100 chỉ giáp trùng cùng nhau thân thể trở nên to bằng gian phòng, sáp nhập vào trong đại trận. Trong nháy mắt, thần thú luyện thiên đại trận uy thế lần nữa tăng lên. Khống thi trùng không nghĩ tới Cổ phong trên mặt mang vui mừng, ngay sau đó, tiếp tục hướng phía trước sông. Lại là chạy ra khỏi ngàn trượng, giờ phút này cổ phong đã chạy ra khỏi tám 000 trượng, cự ly này lỗ đen cuối cùng, chỉ có hai 000 trượng khoảng cách. Cũng ở giờ phút này, thần thú luyện thiên đại trận, rốt cục không chịu nổi. Phốc, Kim Quy, Thanh Loan, Sát Hổ, Đà Điều, Lam Lân, cùng nhau máu tươi cuồng phún. Tham Long cùng không không, cũng là sắc mặt trắng bệch. Về phần khống thi trùng, cái kia 99 con ngân giáp linh trùng, toàn bộ sụp đổ bỏ mình, chỉ còn lại có một con kia tử giáp linh trùng. Các người tuy là ta bản mệnh linh thú, nhưng ta cũng sẽ không để các người chết vô ích, đi. Cổ phong lập tức mở miệng, ngay sau đó vung tay lên. Trực tiếp, đem kim quy, thanh loan, sát hổ, đà điều cùng lam lân vung ra. Bởi vì cổ phong nhìn ra, bọn họ đã đạt đến cuối cùng, đã trọng thương mang theo, lại gặp thụ thần lôi oanh kích, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, cổ phong bây giờ bản thân khó bảo toàn, càng không dám cam đoan, có thể bảo vệ bọn hắn, chỉ có để chúng nó rời đi. Một lần này, này năm đại tiên thú, toàn bộ bị cổ phong quăng ra lỗ đen. Chủ nhân, đa điều lam lân cầm đầu, ngũ thú cùng nhau giống to. Bọn họ trong mắt nước mắt chảy trôi, nhưng không có quật cường, bởi vì bọn chúng minh bạch, bản thân đã đạt đến cực hạn, tiếp tục lưu lại, chỉ có một con đường chết, sẽ còn để chủ nhân phân yêu. Đã từng cùng Ngân Nguyệt một trận chiến, Ngân Nguyệt từng nói qua, tham long là ma long, là thuộc về thần giới đồ vật. Bây giờ cổ phong phát hiện nó khác biệt, mặc dù hắn cũng thụ thương không nhẹ, nhưng trên người khí tức về biến, không có nguy hiểm tính mạng. Về phần không không, cũng là như thế, mặc dù năm đó lão hầu tử chỉ nói không không là một cái phổ thông thạch yêu, nhưng cổ phong không cho là như vậy, bây giờ dung hợp một đạo hỏa chi bản nguyên, không không thụ thương nhẹ nhất. Mà để cho cổ phong chấn động, là một con kia áo giáp màu tím khống thi trùng, nó chính là đem lúc trước chút ngân giáp linh trùng hỏng mất thi thể toàn bộ thôn phệ, bây giờ một thân áo giáp màu tím phía trên, nổi lên một đạo linh văn, lại khí tức không có chút nào uể oải. Ầm ầm, thần lôi tiếp tục oanh kích, vẹn vẹn còn lại tham long, không không cùng tử giáp linh trùng, đã không đủ để chèo chống thần thú luyện thiên trận, đại trận trong nháy mắt liền muốn sụp đổ. Chủ nhân, ta không đi. Không không nhìn về phía cổ phong chấp nhất mở miệng, tham long cũng là như thế, về phần cái kia tử giáp linh trùng, cũng là hướng về cổ phong gật đầu một cái. Ba thú không có nguy hiểm tính mạng, có thể gánh vác thần lôi bất tử, có năng lực tự bảo vệ mình, cổ phong không tiếp tục nhiều lời, vung tay lên, về. Lập tức, ba thú cùng nhau bay vào linh thú đại. Giờ phút này, khoảng cách cửa ra, còn có hai nghìn trường, cổ phong không nói hai lời, ý cảnh chi linh, đều hiện. Lập tức, sát chi linh, tuế nguyệt chi linh, bi chi linh, nhân quả linh, nghịch chi linh, lăng chi linh, sáu đại ý cảnh chi linh, toàn bộ hiện thân sáu đại ý cảnh chi linh nhìn thấy vào tới cái này như là vô cùng vô tận thần lôi cùng nhau ánh mắt đột biến sát chi linh dung cổ phong không chút do dự sát chi linh trực tiếp hòa tan vào thân thể